Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn, hồi ký của tác giả người Mỹ Larry Berman với nhan đề Điệp viên hoàn hảo, câu chuyện về cuộc đời của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, phần thứ hai. Hà Nội cử hai điệp viên vào Sài Gòn để dạy cho Phạm Xuân Ẩn những kiến thức cơ bản về nghề tình báo, nhưng việc học tập thực sự sẽ được tiến hành theo kiểu vừa học vừa làm. Phạm Xuân Ẩn làm tài vụ và kế toán cho hãng dầu mỏ Cantex, sau đó lại chuyển sang làm thanh tra hải quan cho Pháp khi làm công việc thanh tra hải quan ông có nhiệm vụ báo cáo về tình hình di chuyển quân đội pháp ở việt nam và những nguồn cung cấp của mỹ cho pháp ông cũng tìm hiểu càng nhiều càng tốt những người pháp và mỹ ở việt nam tôi phải quan sát sau đó viết báo cáo không nhiều lắm ông nói phạm xuân ẩn nhanh chóng chuyển mối quan tâm của mình sang các nỗ lực đang được tiến hành để xây dựng và huấn luyện một lực lượng khung mới cho quân đội miền nam việt nam Phái đoàn cố vấn và viện trợ quân sự MAG ở Sài Gòn đã được thành lập năm 1950 để giám sát việc thực hiện dự án 10 triệu đô la Mỹ thiết bị quân sự để hỗ trợ cho lính Lê Dương Pháp chiến đấu với các lực lượng Việt Minh. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, MAG cũng được giao trách nhiệm cải tổ các đơn vị quân đội miền Nam Việt Nam càng nhanh càng tốt. Một đội ngũ cán bộ khung được lập ra với các cơ quan bên trong MAG như một tổ chức chuyên về huấn luyện có sự tham gia của hai quốc gia gọi tắt theo chữ cái tiếng Anh là TRIM. Một trong những trách nhiệm của TRIM là trợ giúp và cố vấn cho các cơ quan quân sự Nam Việt Nam trong việc xây dựng lại các lực lượng vũ trang. TRIM có biên chế gồm 209 sĩ quan Pháp và 68 sĩ quan Mỹ, sẽ được bổ sung 121 sĩ quan Mỹ nữa sau khi các sĩ quan Pháp rút đi. Trong số các sĩ quan Mỹ này, chẳng ai nói được tiếng Việt và chưa đầy 10 người nói được tiếng Pháp. Trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Việt Nam, Phạm Xuân Ẩn đã học tiếng Anh từ các cha đạo Thiên Chúa ở Cần Thơ. Sau đó, Ông làm bạn với nhà ngoại giao Webster của sứ quán Anh ở Sài Gòn, người sẵn sàng dành hàng giờ để giúp Phạm Xuân Ẩn thực hành tiếng Anh. Tiếp đó là ông newell giúp ông học tiếng Anh. Nên khi Phạm Xuân Ẩn chuyển sang làm với TRIM, ông đã là một trong những người Việt Nam nổi bật nhất. Điều này giúp Phạm Xuân Ẩn sớm chứng tỏ mình là nhân vật có giá trị đối với cả người Mỹ và người Việt Nam. Ông đã xây dựng được hàng chục mối quan hệ với những nhà lãnh đạo của miền Nam Việt Nam trong tương lai, cũng như những người Mỹ sau này có ảnh hưởng lớn. Tháng 2 năm 1956, Phạm Xuân Ẩn tham gia sư đoàn 25 quân đội Nam Việt Nam hoạt động ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có nhiệm vụ tiêu diệt các hạ tầng của Việt Minh. Ông nói, trên thực tế, tôi phục vụ cho cả ba quân đội. Đó là quân đội Pháp trong thời kỳ chuyển tiếp, quân đội Nam Việt Nam khi tôi giúp họ lập ra sư đoàn bộ binh nhẹ và các lực lượng vũ trang của mặt trận dân tộc giải phóng. Năm 1990, khi Phạm Xuân Ẩn được phong hàm cấp thiếu tướng một sao quân đội nhân dân Việt Nam, ông đã nói đùa với các nhà lãnh đạo cộng sản tôi thân thiết với cả năm quân đội của việt minh pháp việt cộng mỹ và quân đội sài gòn vậy thì tôi phải được phong hàm cấp tướng năm sao chứ tuy nhiên tôi không nghĩ rằng khi đó các nhà lãnh đạo hiểu được sự hài hước của tôi phạm xuân ẩn kể về hai cố vấn quân sự mỹ làm việc với ông là hicks và glenn với nhiều cảm tình họ là những người tốt muốn giúp nhân dân việt nam tôi đã có những cuộc trò chuyện với họ về đất nước tôi Họ đã giúp tôi thực hành tiếng Anh và sau này dạy tôi hút thuốc lá sao cho đúng kiểu cách. Tôi không biết hít khói và như thế nào. Vì vậy, họ đã đưa cho tôi xem và cho nhiều thuốc lá Lucky. Họ đã làm việc tốt, Phạm Xuân Ẩn nói và mỉm cười. Tổ chức huấn luyện vũ khí tổng hợp Cato đã thay thế TRIM từ tháng 4 năm 1956 và có nhiệm vụ tham mưu cho chỉ huy trưởng MAAG cơ quan kiểm soát tất cả những đơn vị độc lập trên chiến trường để ra nhiệm vụ cho các trường học và chỉ huy sở của phía Việt Nam. Phạm Xuân Ẩn được chuyển từ TRIM sang Cato và được giao trách nhiệm xử lý các hồ sơ, giấy tờ tiến hành các cuộc phỏng vấn đối với những sĩ quan quân đội Nam Việt Nam trước khi được chọn cử sang Hoa Kỳ dự các khóa huấn luyện về chỉ huy. Trong số những hồ sơ được ông Phạm Xuân Ẩn xử lý, có hồ sơ của Trung tá Nguyễn Văn Thiệu, người sau này trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Thiếu tá Cao Văn Viên, sau này trở thành tổng tham mưu trưởng liên quân, Nguyễn Chánh Thi, sau này trở thành tướng chỉ huy trưởng quân đoàn 1, đại úy Lê Nguyên Khang, sau này trở thành chỉ huy trưởng thủy quân lục chiến. Tôi phụ trách việc làm các thủ tục cho các chuyến đi của họ tới Hoa Kỳ. Sau đó, tôi làm người liên lạc giữa những sĩ quan này và gia đình họ, thông báo cho các gia đình về ngày giờ các sĩ quan về nước để gia đình chuẩn bị đi đón. Vì thế, dần dần chúng tôi quen biết nhau. Phạm Xuân Ân nói. Những quan hệ đó sau này trở thành những mối quan hệ không thể thiếu được trong công tác của ông. Một trong những chiến lược được xây dựng rất thận trọng của Phạm Xuân Ẩn là không bao giờ được tỏ ra quá thân thiết với những người mà ông đã biết rõ hoặc nghĩ là có cảm tình với cộng sản. Trái lại, ông luôn tìm cách gần gũi với những nhân vật được thừa nhận là những tay chống cộng khép tiếng. Mục đích là để bảo vệ vỏ bọc của mình và để có điều kiện nhìn sâu vào cách tư duy của người Mỹ. Phạm Xuân Ẩn bắt đầu bằng việc làm quen với đại tá Edward Lansdale Người đã đến Sài Gòn từ năm 1954, giai đoạn giao thời sau khi Pháp bị đánh bại ở Điện Biên Phủ và ký kết Hiệp định Geneva. Hiệp định này chia cắt Việt Nam bằng một đường giới tuyến tạm thời giữa hai miền Nam, Bắc tại vĩ tuyến 17. Việt Minh kiểm soát miền Bắc, Pháp và chính quyền Sài Gòn tạm thời kiểm soát miền Nam. Các lực lượng Pháp sẽ phải rút khỏi miền Bắc và các lực lượng Việt Minh rút khỏi miền Nam. Sau đó, một cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào năm 1956 theo quy định của Hiệp định Geneva bất cứ người dân nào cũng được phép di cư từ Bắc vào Nam hoặc từ Nam ra Bắc trước ngày 18 tháng 5 năm 1955. Đã có 90.000 cán bộ Việt Minh tập kết ra Bắc, đồng thời gần 1 triệu tín đồ thiên chúa giáo di cư từ Bắc vào Nam. Lansdale là giám đốc phái đoàn quân sự ở Sài Gòn SMM, một đơn vị CIA khác tách khỏi cơ quan thông thường. Thời điểm đó tại Việt Nam có hai nhóm CIA cùng làm việc. Một nhóm dưới sự chỉ huy của trưởng trung tâm chịu trách nhiệm về các hoạt động tình báo thông thường và làm việc dưới vỏ bọc là những nhà ngoại giao trực thuộc đại sứ quán Mỹ. Nhóm kia là phái đoàn quân sự của Lansdale phụ trách các hoạt động của lính dù làm việc dưới vỏ bọc và thực thi các nhiệm vụ của MAAG ở Đông Dương. Lansdale là nhân vật đã trở thành huyền thoại trong vai trò đánh bại các phong trào những người cộng sản HUK ở Philippines và anh hùng dân tộc Ramon sấy Khi đến miền Nam Việt Nam, Lansdale được Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles chỉ bảo hãy làm giống như anh đã từng làm ở Philippines. Người anh của Lansdale là Giám đốc CIA Alan Dulles nói thêm, cầu chúa phù hộ cho em. Hoạt động dưới vỏ bọc là trợ lý tùy viên Không quân, nhưng Lansdale có nhiệm vụ chính là tạo ra một chính phủ phi cộng sản ở miền Nam Việt Nam. Chính tại Bộ chỉ huy của Quân đội miền Nam Việt Nam, Rufus Phillips của CIA đã lần đầu tiên gặp Phạm Xuân ẩn. Khi đó ông ẩn đang làm nhân viên giúp việc cho người anh họ của ông là đại úy Phạm Xuân Giai. Công việc của Phạm Xuân ẩn là giúp phiên dịch và tham gia một số hoạt động liên quan với tư cách nhân viên thư ký tổng hợp của Cục Chiến tranh Tâm lý trực thuộc lực lượng dự bị liên quân. Philips đến Sài Gòn ngày 8 tháng 8 năm 1954, trước khi Hiệp định Geneva có hiệu lực. Vì những công trạng đối với phái bộ quân sự Mỹ ở Sài Gòn, Philips được nhận huy chương tình báo danh dự của CIA. Phạm Xuân Giai từng tốt nghiệp trường chiến tranh tâm lý của quân đội Pháp và sau đó học tiếp trường tác chiến tâm lý của Mỹ ở Fort Bragg, bang North Carolina. Ông ta là trưởng nhóm G5, trên thực tế là một bộ phận tổng hợp chịu trách nhiệm về các tin tức về binh lính, huấn luyện, truyền bá, để phục vụ cuộc chiến tranh tâm lý hoặc chiến tranh tâm lý kết hợp tuyên truyền nhằm vào các mục tiêu cụ thể là dân chúng và Việt Minh. Sau này, Phyllis nhớ lại, vì Phạm Xuân Ẩn làm việc cho Phạm Xuân Giai, nên đầu tiên ông ta được giới thiệu với lansdale sau đó là với tôi philip cô và những người khác trong nhóm bạn của lansdale vừa gặp đã thích ông phạm xuân ẩn ngay bởi vì bản tính không kiêu căng và lại có năng khiếu hài hước của ông ngoài ra phạm xuân ẩn còn nói tiếng anh tốt hơn hầu hết những người việt nam khác nên điều đó càng làm cho ông trở nên rất hữu ích những việc phạm xuân ẩn làm cho lansdale hay philip chẳng liên quan gì đến cấp cao hoặc tiếp cận được với bất kỳ bí mật nào Phạm Xuân Ẩn chỉ phát triển thêm các mối quan hệ tình báo nhằm củng cố thêm cho vỏ bọc của ông mà thôi. Ông học cách nói chuyện làm hài lòng người Mỹ và tạo thêm lòng tin của họ đối với ông để công việc được thuận lợi. Phạm Xuân Ẩn kể với tôi về lần đầu tiên gặp Lansdale như thế nào. Một hôm Phạm Xuân Ẩn đang làm việc một mình trong văn phòng G5 thì trợ lý của Lansdale tới hỏi tên tất cả các công nhân viên của G5. Cuối ngày, khi Phạm Xuân Giai trở về, ông đã nói với người anh họ của mình rằng ông đã trao cho đại úy Roderick toàn bộ danh sách. Phạm Xuân Giai nói, Ồ, em ngốc quá, em chả hiểu gì về tình báo cả. Tại sao em lại có thể trao danh sách của chúng ta cho Lansdale? Sau này Phạm Xuân Ẩn nói với tôi, ông biết không, ngay sau lần ấy Lansdale rất thích tôi bởi vì tôi đã giúp ông ta bản danh sách ấy, cho dù đó là một sai lầm của tôi. Sau đó, cứ gặp tôi lúc nào là ông ta lại nói đùa, Ẩn, anh có thể trở thành một điệp viên dễ sợ đấy. Rufus Phillips và Phạm Xuân Ẩn có một tình bạn đặc biệt tồn tại cho đến tận cuối đời của ông Ẩn. Phillips nói với tôi, trong số tất cả những người Việt Nam mà tôi đã từng gặp, thì Phạm Xuân Ẩn là người sắc sảo và giữ được cân bằng nhất với tư cách một nhà quan sát đối với cả Mỹ và Việt Nam trong suốt thời kỳ chiến tranh lâu dài. Tôi không nghĩ rằng Phạm Xuân Ẩn nằm trong đường dây của Đảng Cộng sản. Tôi chỉ biết ông là một người yêu nước theo chủ nghĩa dân tộc, chứ không phải là một người Cộng sản. Đó là vì sao tôi luôn nhớ đến ông. Lansdale coi Phạm Xuân Ẩn là một tiềm năng để có thể tuyển mộ phục vụ cho cuộc chiến tranh chống lại chủ nghĩa Cộng sản. Vì vậy, Lansdale đã đề nghị được bảo trợ cho Phạm Xuân Ẩn sang học ở Trường Hạ Sĩ quan về Tình báo và Tâm lý chiến NCO. Nếu tốt nghiệp trường này trở về Việt Nam, Phạm Xuân Ẩn sẽ được đề bạt rất nhanh, vượt qua nhiều cấp bậc. Phạm Xuân Ẩn báo cáo cho cấp trên trực tiếp của mình là ông Mười Hương về đề nghị này của Lansdale ông mười hương đã khuyên phạm xuân ẩn nên tránh việc này vì đơn giản là nó quá mạo hiểm những người cộng sản đã có các điệp viên cải cắm vào ban lãnh đạo của quân đội miền nam việt nam có người sau này leo lên cấp đại tá nhưng chưa có ai đủ trình độ để thực hiện sứ mệnh kiểu như của ông phạm xuân ẩn học nghề báo chí phạm xuân ẩn có thể được gửi sang học đại học ở hoa kỳ nếu ông gia nhập quân đội lúc này thì việc sang học báo chí ở mỹ sẽ không thực hiện được ông mai trí thọ nói ông Phạm Xuân Ẩn là điệp viên duy nhất mà chúng tôi cử sang Mỹ. Ông Mai Trí Thọ khi đó đứng đầu bộ phận tình báo ở miền Nam. Ông Mai Trí Thọ và một số người khác đã làm tất cả mọi điều để đảm bảo chắc chắn rằng Phạm Xuân Ẩn được đào tạo bài bản và được bảo vệ đúng mức nhằm hỗ trợ cho nhiệm vụ của ông. Khi Phạm Xuân Ẩn nói với Lance đều rằng ông muốn được học báo chí, Lance đều lập tức đề nghị được đứng ra bảo trợ cho ông đồng thời liên hệ ngay với Quỹ Á Châu được thành lập năm 1954 với ngân sách hoạt động thời gian đó là gần 8 triệu đô la Mỹ. Quỹ Á Châu là một công cụ độc quyền của CIA thay mặt chính phủ Mỹ thực hiện các hoạt động văn hóa, giáo dục theo cách không mở cho các cơ quan chính thức của Mỹ. Một đại diện của quỹ này đến thăm Sài Gòn năm 1956 để tìm hiểu khả năng lập một chương trình dành cho các nhà báo Việt Nam. Lance đều đã giản xếp với phòng tùy viên quân sự ở Sài Gòn để đưa ông ẩn đến gặp đại diện của Quỹ Á Châu ông đại diện này đã giới thiệu Phạm Xuân Ẩn với tiến sĩ Lone Hildred, trưởng phòng giáo dục thuộc Phái Bộ Tác chiến Hoa Kỳ tại Việt Nam. Sau này, ông làm cố vấn trưởng cho Bộ Giáo dục Chính phủ Nam Việt Nam từ năm 1956 đến 1958. Hildred luôn mong được bảo trợ cho những thanh niên Việt Nam nhiệt huyết và thông minh sang học tập ở Mỹ. Gặp Phạm Xuân Ẩn, Hildred nhận thấy đây là một ứng cử viên hoàn hảo. Phạm Xuân Ẩn nói được tiếng Anh, đầu óc thông minh. Lại được sự thông qua của Lansdale, một chuyên gia hàng đầu nước Mỹ về chống cộng. Hildred là bạn thân của tiến sĩ Basin Peterson, chủ tịch trường đại học Oran Coast. Một tuần sau khi Lansdale đặt chân đến Sài Gòn, ông vua vắng mặt Bảo Đại, lúc đó đang sống ở Paris, đã mời Ngô Đình Diệm lên giữ chức thủ tướng của chính quyền miền Nam Việt Nam. Bảo Đại nói rằng sự cứu nước Việt Nam tùy thuộc ở điều đó học bổng dành cho Diệm vừa qua chứng tỏ Diệm và em trai của ông là Ngô Đình Nhu đã phải dùng đến rất nhiều mưu mô từ một năm trước đó nhằm đưa Ngô Đình Diệm vào đúng vị trí này. Tháng 5 năm 1954, khi Điện Biên Phủ thất thủ, Ngô Đình Diệm đã tự cho mình là một người theo chủ nghĩa dân tộc có quan hệ tốt với Washington, là tín đồ thiên chúa giáo, xuất thân từ một gia đình quan lại khá giả. Ngô Đình Diệm có một lý lịch chống cộng nhà nòi ông ta đã cầu cứu đến nhiều nhân vật chống cộng ở Mỹ nắm giữ các vị trí cao như Thượng nghị sĩ Mike Manfield, Hồng Y. E. Francis Spellman, Thượng nghị sĩ John Kennedy và tránh án tòa tối cao William Douglas. Quan hệ được với hai anh em theo đạo Thiên Chúa và chống cộng sản điên cuồng John Foster Dulles ở Bộ Ngoại giao và Allen Dulles ở CIA. Ngô Đình Diệm đã có mối quan hệ tay trong với chính quyền Eisenhower đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất đúng 3 tuần sau khi Lansdale tới miền Nam Việt Nam. Ngô Đình Diệm tuyên bố ngay tại sân bay giờ quyết định đã đến. Ngô Đình Diệm phải đối mặt với một liên minh các kẻ thù hùng mạnh sẵn sàng bằng mọi giá chống lại việc củng cố quyền lực của Ngô Đình Diệm. Trong số kẻ thù của Ngô Đình Diệm có tướng Nguyễn Văn Hinh, tư lệnh lục quân miền Nam Việt Nam có quan điểm thân Pháp. Nguyễn Văn Hinh là người từng đứng ra vận động các chức sắc tôn giáo chính trị cao đài, hòa hảo, bình xuyên một tổ chức băng đảng kiểu mafia kiểm soát việc buôn lậu thuốc phiện cờ bạc đĩ điếm ở sài gòn lật đổ ngô đình diệm để trả được món nợ hàng triệu đô la tiền thua bạc bảo đại đã bán cho bình xuyên toàn quyền hoạt động cờ bạc ở chợ lớn kể cả sòng bạc đại thế giới grand mông được và nhà thổ phòng gương lớn nhất châu á thời đó bảo đại cũng đã bán quyền kiểm soát cảnh sát quốc gia cho kẻ cầm đầu của bình xuyên là chuẩn tướng bảy viễn lance đều nhanh chóng vạch ra một kế hoạch trước hết là không để cho các đối thủ chính trị của Ngô Đình Diệm cụm lại với nhau để lật đổ Diệm với tư cách thủ tướng mới. Sau đó, sẽ lần lượt tiêu diệt từng đối thủ đó bằng sức mạnh quân sự hoặc bằng các thủ đoạn chính trị. Lance đều bắt đầu bơm tiền từ phái bộ quân sự của Mỹ ở Sài Gòn cho các hoạt động trong chiến lược chia đề trị của ông ta, trước khi Mỹ vào thay chân Pháp. Lance đều chú ý đầu tiên đến các lãnh tụ đạo cao đài, một tôn giáo tự xưng có 2 triệu tín đồ và một đội quân được Pháp tài trợ đại bản doanh của đạo cao đài đặt ở núi bà đen do trịnh minh thế cầm đầu bằng cách tiếp cận với lực lượng ly khai có quan điểm vừa chống cộng sản vừa chống pháp trong cao đài lance đều hy vọng sẽ xây dựng được một liên minh giữa hai kẻ vừa chống cộng sản vừa chống pháp là trịnh minh thế và ngô đình diệm ngô đình diệm và trịnh minh thế đã liên lạc với nhau trước khi lance đều đến núi bà đen đây có thể là ý tưởng của diệm đưa lance đều xuống gặp thế nhằm tung ra tín hiệu rằng lance đều có thể cung cấp viện trợ của mỹ trước khi tiến hành đều cần sự chấp thuận của Ngô Đình Diệm đối với các chuyển động gây tranh cãi này. Đồng thời, đều cũng cần sự ủng hộ của tướng John Island Mike O'Daniel, chỉ huy trưởng MAAg ở Sài Gòn, Diệm chấp thuận ngay kế hoạch của đều O'Daniel cũng vậy, nhưng mong muốn các đội quân của Cao Đài sẽ sắp nhập với quân đội miền Nam Việt Nam. Được tháp tùng bởi một nhóm thân tín của mình đến đại bản doanh của Trịnh Minh Thế ở núi Bà Đen. Lance đều đã dàn xếp được một thỏa thuận theo đó thế đồng ý quay sang ủng hộ Diệm trong cuộc chiến giành sự kiểm soát với Pháp. Đổi lại, đội quân của Trịnh Minh Thế được sắp nhập vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhưng Thế được giữ hàm cấp tướng. Mặc dù việc Lance đều dàn xếp với các thủ lĩnh cao đài tiến triển thuận lợi, Ngô Đình Diệm vẫn chỉ tiến bước chậm chạp trên con đường bình ổn chính phủ còn non trẻ của mình. Tổng thống Eisenhower rất lo ngại cho Ngô Đình Diệm nên đã phái tướng lo tình Cô Colin sang Sài Gòn làm đại sứ để tìm hiểu xem điều quỷ quái gì đang diễn ra ở đó. Colin và phái đoàn của mình đến Sài Gòn ngày 8 tháng 9 năm 1954 chỉ để ngạc nhiên và hốt hoảng trước tình hình ở đó. Sau năm tháng làm việc ở miền Nam Việt Nam, đại sứ Colin trở về Washington tổ chức hàng loạt cuộc họp cấp cao nhằm xác định số phận chính phủ còn non trẻ của Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam. Trước các cuộc họp này. Ngoại trưởng John Foster Dulles đã nói với người em của mình là giám đốc CIA Alan Dulles rằng có vẻ như tình hình đang diễn ra rất xấu đối với ông bạn ở Đông Nam Á và cánh băng đảng cao bồi sẽ thắng thế. Trong một bản ghi nhớ gửi cho Alan Dulles, Sir Menken, trợ lý của giám đốc ban dự liệu quốc gia trực thuộc CIA đã tóm tắt những ý chính trong bài phát biểu tại cuộc họp kéo dài 4 tiếng đồng hồ tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Sir Menken chính là người mà Phạm Xuân Ẩn coi là một nhà tình báo chiến lược mẫu để ông noi theo bản tóm tắt của Sherman Ken viết Diệm đã thối tha. Tình hình ở miền Nam Việt Nam là hoàn toàn do sự thất bại của Ngô Đình Diệm. Nếu muốn tránh tình hình rối ren, Diệm sẽ phải ra đi. dưới đầu đề Diệm thối tha, Sherman Ken viết khi nói về Ngô Đình Diệm với tư cách một người đứng đầu chính phủ, chính quyền người ta chả có thể nói được điều gì tốt đẹp. Ông ta chẳng có năng khiếu gì đối với nhiệm vụ phía trước, chẳng có khả năng hành chính nào. Ông ta nhắm mắt đối với những vấn đề mà ông ta đang phải dối mặt. Ngô Đình Diệm không thể thu hút được những người có năng lực, chỉ thích những kẻ đầu óc nông cạn làm việc bên cạnh mình. Colin tuyên bố rằng, ông ta hoàn toàn tuyệt vọng với mọi giải pháp chừng nào Diệm vẫn còn tại vị, Colin tin rằng không thể tránh khỏi một cuộc nội chiến xảy ra ở miền Nam Việt Nam. Vào thời điểm đó, thời gian đảng viên dự bị của Phạm Xuân Ẩn cũng vừa kết thúc. Ông chuẩn bị phải gửi một tin tình báo có giá trị đặc biệt đầu tiên của mình về căn cứ trong rừng từ các mối quan hệ của mình đang làm việc trong phòng nhì pháp và từ người anh họ phạm xuân giai thân pháp phạm xuân ẩn biết được cô linh đã trở nên thân thiết với một nữ điệp viên việt nam đang làm việc dưới vỏ bọc là một nhân viên của tình báo pháp bà này đã có nhiệm vụ cung cấp cho cô linh các thông tin càng bất lợi đối với diệm càng tốt cô linh cũng để lộ rằng ông ta chuẩn bị trở về washington để nhằm mục đích cuối cùng là gạt bỏ diệm đồng thời giới thiệu phan huy quát một người thân pháp lên làm quốc trưởng nhận được tất cả những thông tin này từ những mối quan hệ của ông trong cơ quan tình báo Pháp. Phạm Xuân Ẩn đi thẳng đến Củ Chi với nhận thức rằng những thông tin về sự thay đổi chính phủ đến trước sẽ là những thông tin quý giá đối với những nhà lãnh đạo Việt Minh. Sau này, Phạm Xuân Ẩn nói với tôi, những thông tin mà tôi lấy được về cô Linh là rất giá trị bởi vì nếu Diệm bị thay thế thì người Mỹ sẽ đưa ra lời đe dọa rằng Mỹ sẽ ra đi, đồng thời cắt mọi khoản tiền viện trợ. Điều này có nghĩa rằng chúng tôi có cơ hội thống nhất đất nước rất nhanh chóng. Tôi đã kiểm tra với hai nguồn tin của mình sau đó mới báo cáo tất cả lên cấp trên của tôi. Sự thay thế diệm đã không diễn ra, nhưng thông tin của tôi là chính xác. Ngày 27 tháng 4, Dulles gửi một bức điện đến Đại sứ quán với chỉ thị rằng quyền trưởng phái bộ phải chuẩn bị tìm một người khác để làm thủ tướng. Từ bức điện của Dulles, Lance đều đã hiểu được rằng sắp có sự thay rồi trong chính sách của Mỹ. Nhận thấy thời gian còn rất ít Lance đều liền đến hỏi ý kiến diệm để ra lệnh một cuộc phản công ồ ạt nhưng Ngô Đình Diệm không chờ đến khi bị thúc giục. Trong nhiều tuần trước đó, Diệm đã vạch ra kế hoạch tấn công và đã công bố kế hoạch của mình nhằm chiếm tổng hành dinh của tổ chức Bình Xuyên. Ngô Đình Diệm cũng biết rằng các em của ông đã khéo léo tranh thủ sự ủng hộ của đám sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa từ mùa thu năm trước đó. Hơn nữa, Lukonen đã mua được sự trung thành của các sĩ quan chủ chốt bằng lời hứa sẽ từ bỏ hình vì sợ rằng mọi viện trợ của Mỹ sẽ bị ngừng nếu hình giành được thắng lợi quân đội quốc gia đi với diện thì tốt hơn vì ông ta được Washington ủng hộ. Trong một trận chiến kéo dài 9 giờ đồng hồ, những tên phỉ Bình Xuyên đã bị đẩy ra khỏi Sài Gòn. Trong cuộc giao tranh chống lại Bình Xuyên, tướng Trịnh Minh Thế đã bị tiêu diệt bằng một phát đạn bắn vào gáy khi ông ta đang ngồi trên xe Jeep. Phạm Xuân Ẩn kể với tôi rằng Thế đã bị ám sát theo lệnh của Ngô Đình Nhu, em trai của Diệm. Kẻ thực hiện lệnh ám sát đó chẳng phải ai khác là thiếu tá Tạ Thành Long, một tín đồ cao đài. Sau vụ ám sát này, Tạ Thành Long được thăng chức nhanh chóng lên cấp bậc Thiếu tá Quân đội Việt Nam Cộng hòa, đồng thời được giao nhiệm vụ phụ trách các nhân viên quân sự đặc biệt của Tổng thống. Phạm Xuân ẩn nghĩ rằng sự nổi tiếng của thế với tư cách một người theo chủ nghĩa dân tộc đồng thời là một kẻ chống cộng sản quyết hệt là mối đe dọa đối với chính phủ của gia đình Diệm vì những người không theo đạo Thiên Chúa sẽ tụ tập xung quanh thế. Ngày mùng 1 tháng 5, bằng một thủ tục hành chính hiếm khi xảy ra, Ngoại trưởng Dillette thông báo với đại sứ Colin rằng bức điện mà ông gửi trước đó đã bị rút lại. Dillette cho rằng thắng lợi của Diệm trong việc dẹp bỏ nhóm Bình Xuyên là bằng chứng cho thấy Thủ tướng đã củng cố được quyền lực và hiện tại, ông ta có thể không bị phế chuất. Bức điện viết, đối với chúng tôi lúc này, việc tham gia vào một âm mưu loại bỏ Diệm không chỉ là một vấn đề không thực tế trong nước mà còn là điều rất có hại cho uy tín của chúng ta ở châu Á. Với việc đã bảo toàn được cơ sở quyền lực của mình và vô hiệu hóa được các giáo phái, Diệm quyết định quay sang phía chuất bảo đại bằng cách tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân. Trong đó, Diệm tự xác định mình là người chống lại vua bảo đại. Chẳng ai ngạc nhiên, Diệm đã giành thắng lợi gần như tuyệt đối với đa số phiếu ủng hộ đạt 98,2%, một con số mà cựu nhân viên ngoại giao Howard Simpson cho rằng đến ông chủ chính trị tại New York Tâm cũng phải đỏ mặt vì xấu hổ. Ba ngày sau, với số phiếu được kiểm nhiều hơn số cử tri đăng ký đến hàng ngàn phiếu, Ngô Đình Diệm tuyên bố rằng Hoàng đế Bảo Đại đã bị phế truất, đồng thời Diệm tự tuyên bố mình là Tổng thống mới của Việt Nam Cộng Hòa. Khoảng cuối năm 1955, điều tưởng như không thể đã xảy ra, vị trí của Ngô Đình Diệm đã được củng cố thêm rất nhiều. Có được điều này là do sự giúp đỡ bí mật và quan trọng của Lansdale cùng các cộng sự của ông, những người đã thành công trong việc trung lập hóa các âm mưu của những đối thủ chính trị của Diệm. Tháng 5 năm 1957, tạp chí Life tuyên bố Ngô Đình Diệm là người hùng thần diệu của châu Á. Ngô Đình Diệm bay sang Mỹ để đọc một bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Tại New York, thị trưởng Robert Wagner đã gọi Ngô Đình Diệm là một người mà lịch sử chưa điều chỉnh kịp để trở thành một trong những nhân vật vĩ đại của thế kỷ 20. Tờ báo Bưu điện tối thứ Bảy gọi Diệm là ông quan mặc com lê da cá mập, người đang làm thất vọng thời gian điều đỏ. Năm tháng sau chuyến đi thăm Mỹ đầy thắng lợi của Ngô Đình Diệm, ông Phạm Xuân Ẩn đặt chân xuống California theo một thời gian biểu đỏ khác. California rộng mở. Trong cuộc đời, tôi thực sự được hưởng chọn hai năm yên bình khi tôi ở California. Phạm Xuân Ẩn viết thư riêng cho Rosan và Rick Maen ngày 13 tháng 12 năm 1969. Tối thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 1957, chàng trai 30 tuổi Phạm Xuân Ẩn đặt chân xuống California. Ông thật may mắn vì hồ sơ hộ chiếu, visa của ông từng bị kẹt do bệnh quan liêu giấy tờ rất nặng nề tồn tại trong cơ quan xuất nhập cảnh của miền Nam Việt Nam. Trong tuyệt vọng, Phạm Xuân Ẩn phải điện thoại tới người anh họ làm việc cho ông em út của anh em họ Ngô là Ngô Đình Cần, lãnh chúa miền Trung Việt Nam, để xem có giúp được gì không. Hồ sơ của Phạm Xuân Ẩn khi đó được chuyển tới ông bác sĩ Trần Kim Tuyến với chỉ thị phải kiểm tra với phía Mỹ về tính cách và lòng trung thành của Phạm Xuân Ẩn chỉ riêng lời khuyến nghị của lance đều thôi cũng đủ hiệu quả cho trần kim tuyến duyệt ngay mọi giấy tờ thủ tục của phạm xuân ẩn giúp ông kịp thực hiện được chuyến đi mỹ từ giờ phút này trở đi cuộc đời của điệp viên cộng sản phạm xuân ẩn và cuộc đời của kẻ chống cộng khét tiếng trần kim tuyến được đan dệt vào nhau mãi mãi trần kim tuyến là trưởng phòng nghiên cứu chính trị xã hội được gọi tắt là sepes làm việc tại tòa nhà phụ bên trong khuôn viên phủ tổng thống và báo cáo trực tiếp cho em trai của Tổng thống Diệm là Ngô Đình Nhu. Cơ quan này có quan hệ chặt chẽ với CIA và chỉ sử dụng các nhân viên là những người trung thành với Ngô Đình Nhu và Trần Kim Tuyến. Cơ quan an ninh và tình báo phủ Tổng thống này là một đơn vị cảnh sát mật có thể vươn vòi, bạch tuộc ra mọi ngóc ngách của xã hội Nam Việt Nam để thực hiện thành công mọi dự án dù to hay nhỏ. Nếu có chút gì trục chặt khiến Phạm Xuân Ẩn phải lùi ngày lên đường thì chính là việc ông phải về nhà vào ngày 24 tháng 9 năm 1957 tức là ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch. Đó chính là ngày cha của Phạm Xuân Ẩn qua đời trên tay ông ở tuổi 57. Cha mất đi, mọi gánh nặng chút hết lên vai Phạm Xuân Ẩn, bởi vì ông là con trưởng nên phải có trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là trong những ngày Tết của ba năm triệu tang cha. Khi cha qua đời, Phạm Xuân Ẩn không nghĩ mình có thể được đi học đại học ở Mỹ. Tại ngã rẽ đầu tiên trong cuộc đời Phạm Xuân Ẩn, nhiệm vụ công tác được ông đặt lên trên hết. Ông Mai trí thọ một người em của ông lê đức thọ đã tham gia một cách tích cực vào việc chuẩn bị cho chuyến đi của ông ẩn ông mai trí thọ kể với tôi khi đó chúng tôi vẫn còn hoạt động trong bí mật tôi phải kín đáo gom góp tiền bằng cách một phần sử dụng quỹ hoạt động tình báo số còn lại đi vay mượn thêm tôi hỏi ông mai trí thọ vì sao ông phạm xuân ẩn lại được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này ông mai trí thọ đáp vì ông ấy nói được tiếng anh tốt hơn những người khác đồng thời ông có năng khiếu nghề nghiệp một trong những sức mạnh lớn nhất của người điệp viên là luôn bình tĩnh và có nhiều bạn bè, phải luôn chơi được với mọi người để không gây sự chú ý nào. Phạm Xuân Ẩn là người làm được điều ấy đối với mọi người và đó chính là lý do vì sao tôi coi ông Ẩn là một trong những nhà tình báo vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước tôi. Người chỉ đạo trực tiếp của Phạm Xuân Ẩn là ông Mười Hương. Chỉ có ông Mười Hương mới là người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định liệu có hoán chuyến đi Mỹ của Phạm Xuân Ẩn hay không. Nhận thấy rằng không ai khác sẵn sàng cho nhiệm vụ đặc biệt này, Ông Mười Hương đã đảm bảo với ông Phạm Xuân Ẩn rằng đảng sẽ chăm sóc gia đình cho ông. Phạm Xuân Ẩn nói, lúc đó tôi biết mình sẽ đi Mỹ nhưng vẫn phải xin phép để giải thích lý do với mẹ vì vẫn còn trong thời gian chịu tăng trà. Bà thu nhàn vợ ông Phạm Xuân Ẩn cho biết, bà cụ hoàn toàn ủng hộ chồng tôi nhưng bà không hề can dự vào các công việc của anh Phạm Xuân Ẩn. Cụ biết anh ấy làm việc cho cách mạng, thế là đủ. Được sự đồng ý của mẹ. Phạm Xuân ẩn đáp trước máy bay bốn cánh quạt của hãng hàng không Pan Am sang Mỹ vào tối ngày mùng 10 tháng 10 năm 1957, chậm vài tuần sau khi lớp học ở Oran Coast đã khai giảng. Đại học Oran Coast được thành lập năm 1948 tại một căn cứ quân sự từ hồi chiến tranh thế giới thứ hai ở Costa Mesa. Ngày khai trường vào tháng 9 năm 1948 có 500 sinh viên nhập học. 9 năm sau khi ông Phạm Xuân ẩn đến học, nhà trường vẫn còn là một trường cao đẳng bé nhỏ. Ban giám hiệu nhà trường cứ nghĩ rằng ông ẩn không đến học nên đã lấy phòng dành cho ông ở ký túc xá bố trí cho sinh viên khác ở. Người phụ trách ký túc xá là ông Henry Ledger tình cờ đi ra ngoài thì gặp Phạm Xuân ẩn đến. "Tôi đã chờ anh trong suốt một tháng, anh ở chỗ quái nào thế?" Ledger hỏi. Ký túc xá cũng chính là trại lính một thời phục vụ căn cứ không quân Santa Ana mới được sửa chữa lại. Vì tất cả các phòng của ký túc xá đã bố trí hết cho sinh viên nên ông Ledger sửa chữa phòng kho vải cũ thành một phòng đơn cho Phạm Xuân Ẩn ở tạm. Nhưng đối với ông Ẩn, như thế cũng là quá tốt rồi. Phạm Xuân Ẩn nhanh chóng dỡ đồ, lấy ra năm bộ quần áo và những đồ dùng cá nhân từ chiếc vali mà Mills Brandes đã mua cho ông. Ông Ledger hỏi, anh có đói không? Không chờ Phạm Xuân Ẩn trả lời. Ông ta mở ngay một hộp thịt bò kho. Lần đầu tiên, ông Ẩn được ăn thịt bò hộp dù không ngon đối với ông nhưng dẫu sao đây cũng là một kiểu đào tạo tại chức cần phải biết món ăn của người Mỹ vì nhiệm vụ của ông là phải học được văn hóa Mỹ. Là một cựu binh chiến tranh thế giới thứ hai lại sấp xỉ bằng tuổi cha ông ẩn. Ông Ledger ngay lập tức đặt Phạm Xuân ẩn dưới sự che chở của mình. Ông Ledger thích chơi đàn guitar và ăn mặc như cao bồi. Thứ tư nào ông và Phạm Xuân Ẩn cũng ngồi xem đánh box trên TV và tối chủ nhật nào hai bác cháu cũng xem đánh bowling. Ông Ledger có chiếc xe tải hạng nhẹ mui tre. Sau này, ông đã dạy cho Phạm Xuân Ẩn biết lái ô tô. Phạm Xuân Ẩn cho biết, tôi yêu quý và coi ông gần như một người cha. Ông đã giúp đỡ tôi khi tôi đang phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp là mất cha. Ông là một người tốt, luôn muốn tôi không cảm thấy lạ khi đến nơi ở mới của mình. Muốn tôi là một phần của một gia đình mới. Lúc đầu những ngày mới đến, tôi thấy cô đơn nên ông đã cố làm cho tôi cảm thấy rằng mình được chào đón tại nơi ở mới này. Ngày cuối tuần đầu tiên ở trường Oran Coast OCC người ta tổ chức khiêu vũ. Ông Ledger cứ thúc ép Phạm Xuân Ẩn, khi ấy rất miễn cưỡng, tham dự buổi khiêu vũ để được gặp nhiều người. Khi Phạm Xuân Ẩn vừa bước vào phòng đan sinh, tất cả các cặp mắt đều đổ dồn vào anh chàng Việt Nam đầu tiên sang học ở OCC và cũng là người Việt Nam đầu tiên ở quận Cam thời đó. Ông nhanh chóng bị các bạn cùng lớp đặt cho biệt danh Confucius. Phạm Xuân Ẩn nổi bật trong đêm khiêu vũ đó chỉ đơn giản là vì ông là người châu Á, nhưng lại mặc com lê caravat đến dự cuộc đan sinh của phương Tây tối hôm đó đang hy vọng mình chỉ là người thừa đứng ngoài xem thôi nào ngờ một bạn nữ sinh viên đến mời phạm xuân ẩn ra nhảy cùng phạm xuân ẩn hoàn toàn bối rối nói đúng theo nghĩa gen thì lúc đó ông như bị đóng băng tại chỗ vì xưa nay ở việt nam ông chưa hề khiêu vũ cũng chưa từng nắm tay một người phụ nữ nào cô nữ sinh viên vừa mời vừa ép buộc phạm xuân ẩn ra nhảy nói rằng cầm tay khi khiêu vũ thì ok cuối buổi tối hôm đó cô nữ sinh gợi ý Phạm Xuân Ẩn nên đăng ký học một lớp khiêu vũ thay cho môn thể dục. Tám tháng sau, Phạm Xuân Ẩn trở thành một tay nhảy cử. Khi tổng kết năm học đầu tiên ở OCC, trong một bài báo viết để đăng trên tờ báo của nhà trường The Bác Na Phạm Xuân Ẩn viết rằng, lớp học khiêu vũ giải trí đã giúp tôi khắc phục được sự ngượng ngùng cao độ của mình chỉ vì sự khác biệt về văn hóa. Trong cuốn niên giám trường OCC, Roberta Seben viết, anh là người khiêu vũ giỏi. Hãy sống tốt như chính anh đã từng nhé. Khi tôi nói chuyện với bà Judy Coleman, một người bạn của Phạm Xuân ẩn trong cuộc khiêu vũ chia tay trước khi về nước một năm sau đó, bà Judy Coleman cho biết, anh ấy là một người khiêu vũ giỏi không thể tưởng tượng được. Hôm đó, chúng tôi đã nhảy với nhau suốt đêm. Anh ấy thật quyến rũ. Mỗi khi gặp những người mới quen của mình, Phạm Xuân ẩn thường nói, tôi đến từ Việt Nam. Một số sinh viên nhớ lại rằng trước đó vài tháng Tổng thống Ngô Đình Diệm đã sang thăm Hoa Kỳ, nhưng rất ít người biết được nước Việt Nam xa xôi ấy nằm ở chỗ nào trên bản đồ thế giới. Trên các bản đồ cũ của Pháp, quê hương của Phạm Xuân ẩn chỉ là một phần của xứ Đông Dương thuộc Pháp. Câu chuyện này còn trở nên rối rắm hơn tại buổi học đầu tiên về báo chí, khi ông Maurice Gerard, người được phân công giúp đỡ Phạm Xuân ẩn, đã giới thiệu ông với các bạn nhà báo đầy hoài bão cùng lớp. PETE CONATI từng công tác tại khu vực phía Bắc thành phố Huế của Việt Nam với tư cách một sĩ quan tình báo chiến lược kỹ thuật, liền nói chen vào một cách bổ bá, "À, vậy là cậu đến từ nơi có trận đánh lớn Điện Biên Phủ chứ gì?" Phạm Xuân ẩn liền đáp lại, "Điện Biên Phủ chỉ là một phần của Việt Nam. Bản đồ Pháp trên tường kia đã quá lạc hậu rồi. Chúng ta cần phải có một tấm bản đồ mới." Hơn 40 năm sau, Phạm Xuân ẩn nhắc lại buổi học đó trong email của ông gửi cho một sinh viên khác đồng thời là người bạn đặc biệt của ông thời đó. mây ở, -er. tôi đoán rằng đến bây giờ thì chắc bạn đã nhận ra lúc ấy tôi đã cảm thấy thế nào khi tên của đất nước tôi không có trên tấm bản đồ đó. Ngày ấy, đất nước tôi còn là một thuộc địa của Pháp. Sau này một người bạn của Phạm Xuân Ẩn là Ross Johnson nhớ lại, ông Ẩn luôn tỏ ra là người chống thực dân rất mạnh mẽ. Vài năm sau, Phạm Xuân Ẩn và PETE Conati được bố trí làm việc tại hai nơi cùng ở miền Nam Việt Nam nhưng cách nhau vài trăm km. Cả hai đều hoạt động tình báo, nhưng phục vụ cho hai bên khác nhau. Khi tôi nói điều này với Phạm Xuân Ẩn, ông tỏ ra thất vọng một cách chân thành. Tôi không biết PETE Konati -E ở đó. Rất tiếc là cậu ấy đã không đến Sài Gòn để gặp tôi. Tôi đã nói với tất cả bạn bè cùng lớp rằng nếu có ai đến Sài Gòn, thì nhớ liên hệ với tôi. Đáng lẽ PETE Konati -E phải làm như vậy chứ? tôi hỏi phạm xuân ẩn rằng liệu ông có cảm thấy bối rối khi phải tiếp đón một sĩ quan tình báo mỹ không ông đáp không hề chúng tôi đều là những người bạn tốt của tờ báo nhà trường bác Naco. nếu pete conati tới tôi sẽ giới thiệu cậu ấy với những người bạn của tôi như bob sapland và những người làm ở tạp chí than tất cả chúng tôi đều là nhà báo mà một trong những khía cạnh nổi bật trong thời kỳ phạm xuân ẩn ở california là mức độ ông học được tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống ở trường Nói một cách nôm na là ông đã thấm vào nền văn hóa Mỹ. Trong khi nhiều điệp viên phải chấp nhận mình luôn ở một vị trí không nổi bật, thì Phạm Xuân ẩn lại chọn cách thâm nhập vào cuộc sống để tạo thêm vỏ bọc cho mình. Ông thường xuyên tham gia các trận đấu bóng đá và các bữa tiệc trên bãi biển, trở nên nổi tiếng là người thích đùa. Ông cũng thường xuyên phải nằm chờ cho ông bạn cùng ở ký túc xá là Ross Johnson tắm trước. Trong những tòa nhà ký túc xá ọp ẹp các mối hàn đã long lở, mỗi lần Phạm Xuân ẩn xả nước toilet thì lại phá lên cười vì ông biết khi đó Ross Johnson trong nhà tắm sẽ bị một đợt nước lạnh như băng dội vào. Johnson nhớ lại, cậu ấy hay nghịch ngợm cho rằng thế là vui. Tôi thích Phạm Xuân ẩn. Không một ai mảy may nghi ngờ cuộc đời bí mật của cậu ấy. Tôi nghĩ, tôi đã rất hiểu Phạm Xuân ẩn. Gần đến ngày lễ tạ ơn năm 1957, tờ báo nhà trường Bắc Na Cổ đăng bài đặc tả về việc Phạm Xuân ẩn đến khu học xá kèm một bức ảnh ông ẩn với lời chú thích bên dưới trong tiếng Anh, bạn nói điều ấy thế nào? Bài báo đó, bài báo đã tạo cơ sở cho vỏ bọc của Phạm Xuân ẩn, viết rằng một sinh viên ngoại quốc mới đặt chân đến OCC hôm 12 tháng 10 và hiện đang sống tại ký túc xá của trường. Tên của sinh viên ấy là Phạm Xuân ẩn, một người Việt Nam, một người châu Á đến từ Viễn Đông. Anh hy vọng kết thúc khóa học 2 năm ở OCC, sau đó trở về Sài Gòn, thành phố quê hương của anh và làm việc cho tổ quốc anh với tư cách một nhà báo phạm xuân ẩn hiện giờ đang tiếp tục khám phá những điều mới lạ về cuộc sống của anh ở ký túc xá và ở trên nước mỹ với cách này anh có thể tìm thấy và làm được những điều mà anh muốn để mang về đất nước quê hương của anh phạm xuân ẩn nhanh chóng ổn định học tập và làm quen với cuộc sống sinh viên ở oran coast trong vở kịch của sinh viên mang tên quý bà ba tư và oma kha Vàng, phạm xuân ẩn đóng vai vũ công xiêm múa con rồng ở thế phòng vệ tờ báo nhà trường Bắc na cổ mô tả đó là múa võ judo tự phạt Phạm Xuân ẩn đặc biệt thích tham gia các buổi hội truyền thống của sinh viên nhà trường, trong đó có món thịt heo quay, tụ tập đám đông, múa kiếm do anh sinh viên Tựa Lửa Tofili, một người bạn của ông từ đảo Samoa tới. Trong một cuốn niên giám nhà trường có đoạn lưu bút do nữ sinh viên Paula Jacoby nói về Phạm Xuân ẩn như là một người quân tử, tôi rất vui khi được biết bạn. Tôi hy vọng năm tới bạn vẫn ở lại đây với chúng tôi. Đừng trở về đất nước quê hương của bạn. Cảm ơn bạn vì chiếc áo len mà bạn trao cho tôi tại buổi hội trường lộ. Chiếc áo đã giữ cho tôi khỏi bị lạnh. Hẹn gặp lại bạn vào năm tới. Giữ gìn nhé. Thân mến, Paula Jacobi. Phần lý thú nhất trong thời gian Phạm Xuân Ẩn sống ở đây là những lúc làm việc trong ban thời sự của tờ báo Bắc Na Cổ của trường. Ông đã xây dựng tình bạn thân thiết với Rosan Roder, Rick Maen, p e Connery, Ross Johnson và Lee Mayer chính Phạm Xuân Ẩn đã giới thiệu làm mối cho Rosan và Nick. Chẳng bao lâu sau đó, hai người đã đính hôn. Năm 1961, Rosan Ma Ân viết thư cho Phạm Xuân Ẩn ở Sài Gòn, bày tỏ sự thất vọng rằng ông Ẩn đã không dự được đám cưới của họ. Tuy nhiên, Rosan vẫn muốn Phạm Xuân Ẩn biết một điều. Bức ảnh của bạn được dán trong cuốn sách về ngày cưới của chúng tôi với lời chú thích, làm sao để chúng ta gặp được nhau. Khi tôi nói chuyện với Rosan hồi tháng 10 năm 2006, bà cho biết phạm xuân ẩn lúc nào cũng dễ chịu và có năng khiếu hài hước tuyệt vời bà rosan đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên khi nói rằng ông phạm xuân ẩn đã muốn cưới tôi tôi nhớ rất rõ lúc đó chúng tôi đang ở trong lớp báo chí thì phạm xuân ẩn tiến lại phía tôi vẻ rất trịnh trọng nói rosan năm nay tôi trở nên rất quý mến bạn tôi muốn cưới bạn nhưng tôi ngại rằng bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc ở đất nước tôi bởi vì nó rất khác mọi người ở nước tôi chỉ đi xe đạp khi đi ra ngoài đường người quê tôi vẫn mặc đồ pyramas và cửa sổ thì treo đủ thứ lộn xộn tôi muốn bạn suy nghĩ về điều đó tôi đã bị sốc khi nghe phạm xuân ẩn nói những lời như vậy vì chúng tôi chưa hề đính hôn hôm sau tôi nói với phạm xuân ẩn rằng tôi không thể kết hôn với ông ấy được vì thế mà năm tiếp theo đó phạm xuân ẩn đã mai mối cho tôi lấy rick ngoài rosan phạm xuân ẩn còn có mối tình đặc biệt với lee may ở. chuyện xảy ra khi năm học đầu tiên đã trôi qua còn một năm học nữa thì khóa học ở OCC kết thúc. Phạm Xuân Ẩn đã trải qua một năm kinh nghiệm làm báo Bắc Na Cổ, Ly từng làm phóng viên tại trường trung học Pasadena. Trước khi chuyển đến OCC, Ly đã học trường cao đẳng thành phố Pasadena. Cô một lúc làm việc cho cả hai tờ báo Sierra Madre News và nhật báo Garden Grove News. Phạm Xuân Ẩn lập tức bị hút hồn bởi cái điều như lời ông mô tả về Ly, mái tóc vàng nhẹ, cặp mắt xanh thông minh sau cặp kính trắng dày trí óc thông thái với những nhận xét, đánh giá xác dáng và nhận thức rất nhanh. Tháng 1 năm 1958, Ly được bổ nhiệm chức tổng biên tập tờ Bắc Na Cổ. Phạm Xuân Ẩn cũng được đề bạt từ phóng viên viết phóng sự lên chức biên tập viên trang hai. Điều này có nghĩa là Phạm Xuân Ẩn và Ly có thể làm việc gần bên nhau trong suốt học kỳ mùa xuân năm 1958. Phạm Xuân Ẩn đăng một mẩu tin trên tờ Bắc Na Cổ thông báo việc ông mới được đề bạt như sau. Ẩn Phạm, sinh viên ngoại quốc từ Việt Nam sẽ đảm nhận nhiệm vụ của một biên tập viên trang 2. Ẩn trước đây là phóng viên viết phóng sự cho tờ Bắc Na cổ và là thành viên ban biên tập các tin tức liên quan đến quê hương anh. Trên thực tế, trong suốt thời gian một năm ấy, Lee Meyer và Phạm Xuân Ẩn không lúc nào rời nhau. Lee đã mời Ẩn về nhà mình để dự lễ tạ ơn và mừng lễ Giáng sinh. Từ đó trở đi cứ vào những dịp tết lễ là gia đình nhà Meyer lại gửi một món quà đến Hội Tâm nguyện Hoa Kỳ, để tên người gửi là Phạm Xuân Ẩn trong một lá thư gửi Lee Mayer, Phạm Xuân Ẩn viết, Tôi đoán em không thể tưởng tượng được rằng lòng tốt của em luôn muốn tôi được tự nhiên như ở nhà mình đã khiến tôi xúc động như thế nào trong lúc tôi xa nhà. Phạm Xuân Ẩn đã yêu Lee Mayer. Sau này ông nói với tôi, cô ấy biết rõ tình cảm của tôi. Tôi yêu cô ấy. Tôi không thể nói với Lee điều đó, nhưng tôi biết Lee đã cảm nhận được tình cảm của tôi. Bằng chứng duy nhất mà chúng tôi có được về tình cảm của bà Lee Mayer đối với ông Phạm Xuân Ẩn là những trao đổi qua email giữa hai người trong năm 2001, tức là chỉ hai năm trước khi bà Lee Mayer qua đời. Trong một email gửi cho Phạm Xuân Ẩn, bà Lee Mayer viết, em thường nghĩ về anh và luôn tự hỏi chẳng biết anh có bình an không và làm sao em biết được anh có khỏe không. Em rất vui được biết năng khiếu hài hước của anh vẫn còn được thể hiện ngay cả trong email của anh. Anh có nhớ cái đêm mà anh đến thăm nhà em và sau đó, em lái xe đưa anh trở lại ký túc xá spartan ở occ không hôm ấy trời sương mù dày đặc đến mức chúng ta chẳng nhìn rõ đường thế là anh phải ra khỏi xe đi phía trước để em biết đường mà lái xe theo anh vì một số lý do đặc biệt nên em nhớ về kỷ niệm đó rất rõ ràng chứ không như trong sương mù đâu em đã khâm phục anh rất nhiều về khả năng thích nghi cuộc sống của anh vì anh có thể sống được trong ký túc xá mà nơi ở được thiết kế cho những học sinh nhỏ tuổi chứ không phải cho những chàng trai đã trưởng thành Cuộc sống ở đó đã thực sự làm giàu thêm sự trải nghiệm học đường đối với một người có học thức và thanh lịch như anh. Còn với tụi em, chỉ cần là những người bạn tốt của nhau thôi thì cũng đã là một món quà đáng ngạc nhiên với em rồi. Tài năng báo chí của Phạm Xuân Ấn nở rộ với sự hướng dẫn của Lee Mayer. Dưới sự lãnh đạo của Lee, tờ báo nhà trường Bắc Na Cổ đã được Hiệp hội Báo chí học đường xếp hạng nhất trong số các tờ báo của các trường đại học, cao đẳng, Lee Mayer đã khuyến khích Phạm Xuân Ẩn viết những bài báo so sánh giữa Việt Nam với Hoa Kỳ để các sinh viên trường OCC có thể hiểu biết về đất nước ông cũng như về văn hóa Việt Nam. Bài báo đầu tiên của Phạm Xuân Ẩn dưới sự chỉ dạo của Lee Mayer có tựa đề Thi tốt nghiệp, một vài quan điểm về nỗi cực nhọc thi cử của sinh viên ở những nước xa xôi. Trong đó, Phạm Xuân Ẩn so sánh sự căng thẳng thi cử của sinh viên Việt Nam có những đêm mất ngủ với việc ôn thi nhồi nhét của sinh viên ở OCC. Ông viết, Hàng năm, mỗi khi hoa phượng nở rỏ rực trên các đường phố Sài Gòn, một thành phố lớn ở Việt Nam, thì cũng là lúc các sinh viên bắt đầu nói với nhau về các kỳ thi. Cách viết của Phạm Xuân Ẩn vẫn còn khá vụng về. Chẳng bao lâu sau tay nghề của ông được nâng cao hơn. Các sinh viên ở Sài Gòn đối phó với sự căng thẳng mùa thi bằng cách uống nhiều cà phê, nước trà. Đó là những thứ được Phạm Xuân Ẩn mô tả như những thuốc tình ngủ nổi tiếng ở Pháp và các nước thuộc địa của Pháp. Tháng tiếp theo, Phạm Xuân Ẩn viết một bài báo khác, bảo vệ cho những yêu cầu của lớp học tiếng Anh X tại trường OCC. Bài báo này rút ra những kinh nghiệm của những ngày ông làm việc cho chính quyền và quân đội trong các tổ chức TRIM và Cato trước đây Phạm Xuân Ẩn cho rằng những yêu cầu về tiếng Anh hội thoại cơ bản thường bị chế nhạo là lớp học cho những kẻ đầu óc bá đậu là những công cụ rất quan trọng đối với vai trò lãnh đạo của Mỹ, đặc biệt là tại các nước mới độc lập ở châu Á, châu Phi và Trung Đông, Phạm Xuân Ẩn viết ông giải thích rằng người việt nam rất khao khát học tiếng anh cố gắng hết sức để làm chủ thứ ngôn ngữ này nhưng có một thời kỳ học tiếng anh rất khó khăn ông viết các trường tư thục dạy anh ngữ phải trả ít nhất ba đô la mỹ giờ cho bất kỳ người mỹ nào đồng ý đến lớp để giúp cho các học sinh trình độ anh ngữ trung bình thực hành hội thoại phạm xuân ẩn chia sẻ một câu chuyện riêng của mình một lần tôi làm nhiệm vụ tuyển chọn các sĩ quan việt nam tốt nghiệp lớp tiếng anh của hội việt mỹ để gửi sang hoa kỳ đào tạo đại tá jameson bước vào văn phòng của tôi chia ra một tấm sách 7.500 đô la Mỹ rồi nói, ẩn nhìn này, đây là khoản tiền chúng tôi đã phải trả cho các giáo viên dạy những học viên của anh đây. Thế mà, anh thử cho tôi biết xem có bao nhiêu sĩ quan đạt được trình độ tiếng Anh theo yêu cầu mà chúng tôi đặt ra. Trên thực tế, có rất ít người nói tiếng Anh giỏi như Phạm Xuân Ẩn, bởi vì các giáo viên không có kỹ năng truyền thụ kiến thức một cách hiệu quả. Chính phương pháp học vẹt trong đào tạo tiếng Anh đã khiến các sĩ quan Việt Nam không được thỏa mãn còn bị bối rối người việt nam có rất ít cơ hội để đọc các giáo trình mỹ hoặc gặp được những giáo viên chuyên nghiệp như ở lớp học tiếng anh x tại trường occ tại lớp x của occ các cuộc hội thoại và bối cảnh được nhấn mạnh phạm xuân ẩn dẫn dắt vấn đề để đi đến khuyến nghị rằng tiếng anh x nên được cơ quan thông tin hoa kỳ usis và các cơ quan giáo dục khác của việt nam chấp nhận coi đó là cách tốt để dạy tiếng anh cho người việt nam bởi vì điều đó giúp cho người mỹ ở việt nam khắc phục được định kiến nói trên cũng như nâng cao được uy tín của tiếng Anh Mỹ. Tháng tiếp theo nữa, Phạm Xuân Ẩn viết bài về những trợ giúp ăn kiêng và những nỗi khổ của những người phụ nữ gầy. Ông viết, phụ nữ trẻ ở Sài Gòn, Việt Nam, đang có một mối quan tâm lớn, đó là béo. Quan niệm truyền thống về vẻ đẹp con gái ở châu Á là phải thướt tha như cành liễu. Người ta cho rằng cơ thể lý tưởng phải là một bộ xương giòn như cành mai, thịt đắp và tạo nên khuôn mặt nhìn nghiêng như mặt con cò, bởi vì mặt con chim này rõ ràng là duyên dáng. Những người Sài Gòn này không chỉ giảm cân bằng cách nhịn ăn hoặc ăn kiêng, mà họ còn áp dụng những biện pháp có hại cho sức khỏe như uống giấm hoặc các sản phẩm axit khác. Một số người giảm cân trở nên gầy và yếu đến mức nếu đến học ở Oran Coast, họ có thể bị gió ở Santa Ana thổi bay trở lại Sài Gòn. Cuối cùng, Phạm Xuân ẩn kết luận với việc khuyến khích người muốn giảm cân nên ăn các thức ăn bổ dưỡng và cân đối đồng thời thúc giục các sinh viên tham gia câu lạc bộ giảm calorie dưới sự giám sát của y tá MRTH Anna làm việc tại trường OCC. Có lẽ sự đóng góp thú vị nhất của Phạm Xuân Ẩn cho tờ báo nhà trường Bắc Na Cổ là phần ông điểm lại bộ phim truyện năm 1958 Người Mỹ trầm lặng. Trong bộ phim này, Audi Murphy đóng vai một nhà tư tưởng. Tự do Mỹ đến Đông Dương năm 1952 để thúc đẩy giải pháp thứ ba giữa chủ nghĩa thực dân Pháp và sự nổi dậy của những người cộng sản. Edward Lansdale được người ta coi là đại diện cho nhân vật chính Alden Pye trong bộ phim. Lansdale làm cố vấn cho phim dựa vào cốt truyện của Graham Greene. Bộ phim đề cập đến Ngô Đình Diệm. Điểm lại bộ phim này, Phạm Xuân Ẩn đã phải như người làm siếc đi trên dây vừa phải viết về bộ phim, nghĩ về người bạn của mình là Lansdale, và có thể còn phải lo lắng rằng những điều ông viết ra dễ bị đổ vấy cho là có cảm tình với Việt Cộng. Bộ phim đổ lỗi cho những người Cộng sản đã đánh bom Sài Gòn. Phạm Xuân Ẩn viết sau sự thất bại của quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ hồi tháng 7 năm 1954, sự tồn tại và tiến bộ của Việt Nam Cộng hòa tự do dưới sự lãnh đạo của đương kim tổng thống Ngô Đình Diệm đã chứng tỏ rằng quan niệm về một lực lượng thứ ba, vì nó mà người Mỹ trầm lặng đã phải hy sinh nên được công nhận sớm hơn. Phạm Xuân ẩn tin rằng không có khả năng đạt được một sự dàn xếp nào giữa những người cộng sản và Pháp. Về mặt chính trị mà nói, bộ phim Người Mỹ trầm lặng có thể đã khiến người xem hiểu lầm ý nghĩa của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Nhiều người Việt Nam đã tin theo tuyên truyền của cộng sản và trong cuộc đấu tranh để giành giật Đông Dương, người Mỹ đang tìm cách thay chân người Pháp. Phạm Xuân ẩn không hề nghĩ rằng bộ phim người Mỹ trầm lặng sau này lại được chiếu ở Việt Nam. Phim người Mỹ trầm lặng được làm lại vào năm 2002 với sự tham gia của các ngôi sao màn bạc Michael Caine, Brendan Fraser, Philip Noyce, nhà làm phim Australia trung thành hơn rất nhiều đối với tiểu thuyết của Green, trừ hai đoạn thay đổi đáng kể. Một là sự sắp nhập hai nhân vật vào là một để tạo ra nhân vật hình trợ lý cho Fowler, được truyền cảm hứng bởi điệp viên hai mang tướng Phạm Xuân Ẩn. Hình trong phim được mô tả như là một kẻ ám sát đầy hiệu quả chết người, đồng thời là một điệp viên theo chủ nghĩa dân tộc giả dạng là một trợ lý vô dụng của Cain. Bộ phim ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam được nhiều người ca ngợi. Có lẽ bài báo dí dỏm nhất trong năm của Phạm Xuân Ẩn là bài viết về căn phòng ký túc xá của Ross Johnson. Một người bạn tốt, cùng làm báo Bác Na Cổ với ông. Phòng của Ross được trang trí theo kiểu ngôi nhà nhiệt đới với những hàng rào cỏ danh, lá dừa lập mái, tường được bao quanh bằng những thân tre. Trên tường còn dán ảnh những con hổ, hưu nai như ở trong rừng. Để làm cho căn phòng trông có vẻ như thật, Ross nuôi một chú gà con. Âm nhạc của xứ nhiệt đới được mở suốt ngày. Phạm Xuân Ẩn viết, tôi thực sự nhớ nhà mỗi khi bước chân vào phòng của Ross. Thế nhưng, ở đây vẫn còn thiếu một thứ. Ross gần như cái gì cậu cũng có trong cái nhà này, tuy nhiên cậu cần phải có một ai đó nữa để chia sẻ giấc mơ tuyệt vời này với cậu chứ. Tớ hy vọng các nội quy của Oran Coast sẽ tha thứ để cho cậu mang một người đặc biệt đến ở với cậu trong căn nhà này một tuần. Phạm Xuân ẩn là một sinh viên giỏi, thường được nhận giấy khen mỗi học kỳ. Ông dự các lớp về lịch sử, khoa học chính trị, kinh tế học, triết học và khoa học xã hội. Ngài còn ở trường OCC Phạm Xuân ẩn là người đầu tiên đưa ra sáng kiến thành lập một câu lạc bộ sinh viên nước ngoài mới. Câu lạc bộ này thu hút sự tham gia của các sinh viên từ Iran, Philippines, Trung Quốc, Nicaragua, Nhật Bản, Bỉ, Pháp, Canada và Ba Lan. Ông là một trong 9 sinh viên được lựa chọn để đại diện cho trường OCC tại hội thảo các vấn đề thế giới nhân ngày thế giới ở Los Angeles. Một trong những chủ đề được thảo luận ngày đó là liệu chủ nghĩa cộng sản có thắng ở Đông Nam Á hay không phạm xuân ẩn còn là một trong sáu đại biểu đại diện câu lạc bộ quan hệ quốc tế của occ đi dự hội nghị của tổ chức khu vực long beach thuộc câu lạc bộ quan hệ quốc tế với chủ đề đầu tư của hoa kỳ và sự tiến bộ của thế giới phạm xuân ẩn còn tham dự hội nghị báo chí tại trường đại học redlands ngoài ra ông còn tham gia đoàn đại biểu báo bắc Cổ đi dự đại hội các nhà xuất bản quốc gia bang california tổ chức tại thành phố san francisco ở một mức độ nào đó Phạm Xuân Ẩn luôn cố gắng để tham gia vào các hoạt động chính trị của các sinh viên. Lần đầu tiên, ông Khước từ lời mời ra ứng cử chức phó chủ tịch tổ chức của các cựu binh. Tổ chức này chủ yếu dành cho các cựu binh trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Những người trong tổ chức đó muốn có một người châu Á chống Cộng sản tham gia. Sau này, ông cùng với 5 người làm việc ở tòa báo Bắc Na Cổ, trong đó có cả PETE Konati .E. và Ross Johnson, ký tên vào một lá thư gửi tổ chức của hội sinh viên. Lá thư có tựa đề cần có một dòng máu mới. Đây là một chiến dịch nhằm tìm kiếm ứng cử viên ra tranh với Fred Thomas chức chủ tịch hội sinh viên. Lá thư viết, chúng tôi muốn ủng hộ một người xứng đáng vào vị trí đó, những người cùng ký tên tuyên bố. Cuối cùng, chiến dịch này đã thắng lợi. OCC là trường cao đẳng có nhiều sinh viên ngoại trú. Vào ngày cuối tuần, gần như tất cả mọi người đều về nhà hoặc di nghỉ đâu đó, chứ không ở lại ký túc xá. Brooks Nốt sống rất ít ở đây, brooks nhớ lại rằng ngày ấy không ai muốn phạm xuân ẩn ở lại ký túc xá một mình trong những ngày cuối tuần brooks là người đầu tiên đưa phạm xuân ẩn về nhà mình bố mẹ của brooks vừa gặp đã ngay lập tức quý mến phạm xuân ẩn trong hai năm sau bố của brooks thường đến đón phạm xuân ẩn về nhà chơi vào những ngày thứ bảy hoặc chủ nhật họ cùng nhau đi chơi sau đó về sinh hoạt ở nhà brooks đưa phạm xuân ẩn đi disneyland đến thăm cả trường của em gái Brooks là Barbara để nói chuyện về đất nước quê hương ông. Nốt cho biết, Phạm Xuân ẩn là người rất dễ mến. Cậu ấy thích ngồi nói chuyện và pha trò cười. Cái gì cậu ấy cũng muốn biết và Phạm Xuân ẩn đã bảo chúng tôi kể cho nghe mọi điều về cuộc sống ở Mỹ. Năm 2005, tôi mang giúp bức thông điệp viết dưới đây của Phạm Xuân ẩn gửi cho Brooks, mình rất nhớ cậu và bố mẹ cậu, cũng như Barbara, em gái cậu mình rất vui khi biết rằng cậu thành giặt trong cuộc sống nếu chúng ta có may mắn mình sẽ đến thăm cậu và gia đình cậu trước khi mình đi gặp diêm vương phạm xuân ẩn thích nội trợ và thích giới thiệu với các bạn mới của mình về ẩm thực việt nam do vậy vào những buổi tối cuối tuần đám bạn bè thường tụ tập ở nhà ai đó để phạm xuân ẩn làm đầu bếp brooks nốt kể rằng tất cả cư dân ký túc xá đều nhốn nháo cả lên khi nhìn thấy ẩn ra ngoài bãi cỏ đang lúi húi bắt châu chấu Mọi người đều biết rằng Phạm Xuân ẩn lại sắp mang về khoảng trên dưới chục con, rồi bảo sẽ chế biến món ăn theo ẩm thực Việt Nam. Brooks nói, cậu ấy thỉnh thoảng lại mang về những con sâu, con bọ cho mọi người ăn, vẻ mặt luôn rạng rỡ với nụ cười, để rồi tối nay ai sẽ đòi ăn. Judy Coleman hiện còn nhớ Phạm Xuân ẩn là một người tốt bụng và nhiệt tình, rất phù hợp với đời sống ký túc xá học đường. Judy gặp ẩn tại một lớp học chụp ảnh, chẳng bao lâu sau Phạm Xuân Ẩn mời Judy Coleman đi nhảy với ông tại buổi khiêu vũ chia tay lớp học năm 1958. Bọn con trai ở ký túc xá trêu Phạm Xuân Ẩn bằng cách bảo với ông rằng theo truyền thống thì phải mời ba hoặc bốn cô gái làm bạn nhảy trong buổi khiêu vũ chia tay về nước. Nào ngờ, Phạm Xuân Ẩn làm thật. Mời ba cô gái khác nhau để cặp đôi với mình trong cùng một buổi khiêu vũ. Khi những thằng bạn nghịch ngợm của ông bảo rằng đó chỉ là nói đùa, Phạm Xuân Ẩn mới tìm cách rút lại lời mời đối với các cô gái trừ Judy Coleman. Là một người tử tế, Phạm Xuân Ẩn cứ nhất định đòi được gặp bố mẹ Judy Coleman để xin phép đưa con gái của họ đến sàn nhảy. Bố của Judy là đạo diễn phim, đồng thời là phó chủ nhiệm một bộ phim mang tựa đề chóng mặt. Phạm Xuân Ẩn đã đến thăm ngôi nhà rất đẹp của gia đình Judy Coleman để xin phép theo cách của người Việt Nam, đồng thời hứa sẽ đưa Judy trở về nhà trước 12 giờ đêm. Ông Coleman, bố của Judy, Nói với Phạm Xuân ẩn rằng vì đây là ngày đặc biệt của các cháu, nên việc trở về nhà trước lúc nửa đêm là không cần thiết. "Không, cháu hứa là sẽ làm như vậy." Phạm Xuân ẩn nói. Judy Coleman vẫn còn nhớ hôm đó là một buổi tối tuyệt vời đầy tiếng cười và khiêu vũ. Đúng là hôm đó, Phạm Xuân ẩn đã đưa Judy trở về nhà trước 12 giờ đêm. Sau buổi khiêu vũ chia tay hôm ấy, Phạm Xuân ẩn ít gặp lại Judy vì cô đã chuyển sang học ở trường đại học San Jose State. Tuy nhiên, Ông vẫn thường xuyên tới thăm gia đình Coleman, ăn thịt nướng và chuyện trò cùng bố mẹ của Judy. Cha tôi rất thích nói chuyện với Phạm Xuân Ẩn. Anh ấy là một người chín chắn, rất thú vị và nhiệt tình. Cha tôi và anh có thể ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ, Judy nhớ lại. Cuộc sống ở OCC không phải lúc nào cũng toàn là những chuyện vui và thú vị. Đã từng có một đêm, Henry Ledger tìm cách tự sát. Sau một chuyến đi gặp gỡ để chia tay với người yêu trở về, lét giờ vào phòng của Phạm Xuân Ẩn và nói, tối nay, chúng ta sẽ ăn như những ông vua, bởi vì ngày mai có thể chúng ta sẽ phải chết. Phạm Xuân Ẩn chẳng để ý gì đến câu nói của lét giờ. Hai người đã chén một bữa thịt gà non nê, ăn nhiều đến mức không ai nghĩ có thể ăn được đến như vậy. Chưa đến giờ đi ngủ, nhưng lét giờ nói muốn đi ngủ. Trong khi thu dọn, Phạm Xuân Ẩn nhìn thấy lọ thuốc ngủ trong phòng của Ledger đã không còn một viên. Trước đây, Ledger từng cho Phạm Xuân Ẩn vài viên thuốc ngủ bởi vì ông thường nghe thấy lét giờ ngáy to ở phòng bên cạnh mà không ngủ được lần này hoàn toàn do linh cảm phạm xuân ẩn nghĩ lét giờ đã uống hết số thuốc ngủ đó chợt phạm xuân ẩn nhớ đến câu nói của lét giờ tối nay chúng ta sẽ ăn như những ông vua liền chạy sang cố lay cho lét giờ tỉnh mà không được cuối cùng phạm xuân ẩn đã phải gọi xe cứu thương sáng hôm sau phạm xuân ẩn mới biết rằng bạn mình đã quá tuyệt vọng sau khi chia tay với người yêu nên đã tìm cách tự sát sau vụ đó Ledger được cứu sống, nhưng bị cúp việc làm ở OCC. Phạm Xuân Ẩn nhớ lại, lúc đó tôi bị sốc. Một người trong cơn tuyệt vọng đã cố tìm đến cái chết mà lại bị đuổi khỏi nơi làm việc. Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Khi đó, Phạm Xuân Ẩn đã đến ban giám hiệu nhà trường để phản đối sự cúp việc của Ledger, nhưng tại đó ông được các nhân viên giải thích. Sau này, ông Phạm Xuân Ẩn kể lại rằng ngày đó tôi đã không hiểu văn hóa Mỹ bằng việc tự sát Ledger đã nêu một gương xấu cho các sinh viên. Ledger sau đó cũng sớm tìm được nơi nhận về làm người giúp việc, nhưng không hề nói cho Phạm Xuân Ẩn biết chỗ ở mới của ông. Hai tuần sau, Phạm Xuân Ẩn tìm gặp Ledger tại nơi làm việc. Ledger nói, Ẩn, tôi rất giận anh. Tại sao anh không để cho tôi chết? Anh đã cứu sống tôi để bây giờ tôi còn khổ hơn. Nghe Ledger nói vậy, một người bạn cùng làm việc với Ledger quát lên, anh ấy đã cứu mạng sống của mày, phải biết ơn anh ấy chứ giờ và Phạm Xuân ẩn liền ôm lấy nhau rất lâu và sau đó đến thăm nhau rất nhiều lần năm học đầu tiên ở OCC sắp kết thúc Phạm Xuân ẩn viết một bài báo đăng trên tờ Bắc Na cổ với nội dung so sánh giữa những thành công và thất bại của mình trong năm qua ông viết tiếng Anh thực hành của tôi khi còn ở trong nước được nhà trường đánh giá là xuất sắc thế mà khi đến OCC Tôi chẳng hiểu gì khi nghe các bạn sinh viên nói chuyện với nhau đến này tôi đã có thể hiểu được những điều các bạn sinh viên nói với nhau mặc dù chưa hiểu hết, đặc biệt là khi họ dùng tiếng lóng. Tiếng Anh viết của Phạm Xuân Ẩn đã tiến bộ rất nhiều, bởi vì lớp tiếng Anh X đã giúp ông nâng cao trình độ về ngữ pháp và logic. Tiếng Anh 1A là một lớp rất khó, vì nó đã làm tôi đau đầu và khiến tôi nhiều lần mất ăn mất ngủ. Tôi tiếp tục thực hành tiếng Anh ở lớp báo chí. Tờ báo Bắc Na Cổ có nhiều tự do và là một trong những tờ báo tốt nhất của các trường cao đẳng ở Nam California. Tờ báo này đã giúp cho tôi rất nhiều về cách làm báo, môn học chính của tôi. Ngoài những kết quả học đường, Oran Coast còn là nơi đầu tiên tôi học được cách điều chỉnh mình để hòa hợp với một nền văn hóa, tập quán và lối sống mới. Tại đây, tôi có dịp kiểm chứng những gì tôi đã đọc được, nghe được về một thế giới mới để tôi trở nên khách quan hơn và để gạt bỏ những điều trong đầu mà tôi đã tiếp thu một cách vô ý thức. Phạm Xuân Ẩn rất nhớ gia đình và quê hương ở Việt Nam. Những điều tôi mất mắt không phải là nhỏ. Tôi nhớ gia đình, bạn bè, người thân, và đồng bào cũng như tiếng mẹ đẻ của tôi, nhớ mảnh đất bé nhỏ nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Thật may mắn, sự mất mát này chỉ là tạm thời. Hơn nữa, tại khoa báo chí OCC, các thầy cô, các bạn sinh viên đã đối xử với tôi rất tốt đến mức đôi khi tôi cảm thấy như đang sống giữa những người Việt Nam vậy. Phạm Xuân Ẩn cũng rất lo ngại đến những sự kiện diễn ra ở quê hương. Ông mới nhận được một lá thư của Mills Brandes nên biết được ở quê nhà, chính quyền ngô đình diệm đang thực hiện một chiến dịch đàn áp hàng loạt những người có cảm tình với việt cộng và những người cộng sản nằm vùng phạm xuân ẩn tự hỏi chẳng biết có ai trong gia đình bạn bè của ông bị bắt trong những cuộc càn quét này của chính quyền diệm hay không những người bị bắt đang bị tra tấn trong những bức tường của nhà tù côn sơn điều mà phạm xuân ẩn sợ nhất là có ai đó đã tiết lộ ông là một đảng viên cộng sản nếu điều đó xảy ra ông có thể sẽ không bao giờ được trở về nước và gia đình ông sẽ phải chịu đựng những điều tồi tệ nhất do cảnh sát của chế độ diệm mang lại. Tháng 1 năm 1958, em trai của Phạm Xuân ẩn bị bắt. Sau này ông nhớ lại, được tin đó, tôi rất buồn. Tôi đã mất liên lạc với những người cộng sản. Tất cả những người lãnh đạo trực tiếp của tôi đều đã bị bắt, em trai tôi cũng bị bắt. Sau khi em tôi được thả ra, chú ấy đã viết cho tôi một lá thư được mã hóa thư của người em trai phạm xuân ẩn viết dưới dạng kể chuyện ngày tết tết sắp đến rồi mà em chẳng biết kể chuyện gì với anh lúc này đây em biết anh thích những câu chuyện ngày xưa vì anh thích nói chuyện phiếm về trên trời dưới đất để làm cho ngày tết vui vẻ hơn em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện ngày xưa sau đó là một đoạn được mã hóa dưới dạng một câu chuyện ngày xưa có một ông già rất nghèo và cuộc sống gặp nhiều lam lũ ông nuôi hai người con trai hai con trai ông thích vào rừng chơi và đốn củi để lấy tiền chăm sóc cha một hôm hai anh em vào rừng thì người em bị một con quỷ bắt mất người anh trốn thoát nhờ được một con chó và một con vẹt chỉ đường thoát ra khỏi cánh rừng người em vẫn bị con quỷ giam cầm và sắp bị ăn thịt người anh mất em thì buồn lắm người anh nhớ em mình nhiều đến mức anh cùng với con chó và con chim vẹt trở lại cánh rừng nơi em mình đã bị bắt nhưng chỉ có mỗi con chim vẹt trở về nhà một mình phạm xuân ẩn đã giải thích về bức thư cho tôi thế này khi tôi chuẩn bị đi sang mỹ tôi có một con chó và một con chim vẹt một người phụ trách đơn vị tình báo của tôi có một đứa con gái nhỏ tuổi tôi đã bảo với người phụ trách này đưa con chó và con vẹt về nhà cho con gái của ông nuôi bởi vì tôi sắp đi học ở mỹ ô thật tồi tệ em đã bị bắt mình không biết phải làm thế nào nếu về nước lức này mình cũng sẽ bị bắt nhưng nếu ở lại mỹ thì ở đến bao giờ phạm xuân ẩn không biết chắc tương lai của mình sẽ ra sao nên ông quyết định ở lại OCC học tiếng Tây Ban Nha để đề phòng khi cần thiết, ông sẽ trốn sang Nam Mỹ hoặc Cuba. Những ý nghĩ như vậy cứ lẩn vẩn trong đầu Phạm Xuân ẩn. Ông quyết định vào ngày nghỉ hè đầu tiên lái xe lên vùng bờ biển Monterey để thăm một số người bạn Việt Nam đang học ở trung tâm ngoại ngữ của Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ Bộ Quốc phòng. Ngày ấy, trung tâm này có tên gọi là Trường Ngoại ngữ Quân đội. Nhiệm vụ của Viện nghiên cứu này là cung cấp mọi dịch vụ về ngoại ngữ để hỗ trợ cho các yêu cầu của lực lượng an ninh quốc gia. Trước đó ít lâu, Phạm Xuân Ẩn mua một chiếc xe hơi Ford Mercury màu xanh đậm đời 1947 đã qua sử dụng với giá 250 đô la Mỹ. Ross Johnson và Pete Conati nhớ lại, Phạm Xuân Ẩn bao giờ cũng tuân thủ một cách nghiêm mặt mọi điều trong sách hướng dẫn sử dụng xe. Chẳng hạn như sau khi khởi động máy thì để cho động cơ chạy không tải một lúc khoảng 5 phút cho nóng máy. Mỗi khi lên xe, Phạm Xuân Ẩn cho nổ máy rồi ngồi chờ đến khi cảm thấy động cơ đã đủ nóng, ông mới bắt đầu cho xe chạy vào mùa thu năm đó, Phạm Xuân Ẩn trở lại làm việc cho tờ báo Bắc Na Cổ của nhà trường. Lee Mayer biên tập mới là một người bạn thân của Phạm Xuân Ẩn tên là Rosan Roder. Thời Lee Mayer còn làm tổng biên tập, Rosan phụ trách việc biên tập trang 3. Ngoài ra, Rosan Roder còn làm cho tờ Global Herald and Pilot của Costa Mesa. PETE Conati giờ được bổ nhiệm từ chức biên tập viên thể thao lên biên tập viên tin. Ross Johnson trở thành trợ lý biên tập phóng sự. Rick Maun chuyển sang làm biên tập viên thể thao. Riêng Phạm Xuân Ẩn vẫn giữ nguyên công việc cũ là biên tập viên trang 2. Đây là nhóm bạn bè rất gắn bó với nhau, đồng thời là những người xuất sắc trong công việc làm báo. Roder, Maun và Ẩn được đi dự hội nghị các biên tập viên ở Sacramento và được chụp ảnh chung với thống đốc Edmund G. Brown. Bên cạnh cuộc tranh luận về việc các nam sinh viên có nên hay không mặc quần sóc Bermuda trong khu học xá, một trong những đề tài khác nóng bỏng trong năm 1959 ở trường OCC là sinh viên có nên tự dọn sạch chỗ ngồi sau khi sử dụng. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong suốt thời gian cộng tác với tờ Bắc Na Cổ, Phạm Xuân Ẩn đứng tên một mình trong bài xã luận mang tựa đề dọn rác đi. Ông bắt đầu bài viết của mình bằng câu nói của Napoleon trước khi thất bại, sau tôi sẽ là một trận đại hồng thủy. Câu nói này đã được dùng làm đề bài thi hết trung học phổ thông ở Paris. Phạm Xuân Ẩn viết, nhiều thí sinh đã trượt chỉ vì họ hiểu lầm câu nói của napoleon những thí sinh này cho rằng napoleon là ích kỷ không biết quan tâm đến điều gì sẽ xảy ra đối với nước pháp sau khi ông qua đời thế nhưng ý nghĩa thực sự trong câu nói của napoleon chính là điều tiên đoán của hoàng đế pháp về những mất mát lớn lao đến với nước pháp sau khi ông qua đời hoàng đế napoleon trên thực tế đã biết lo đến tương lai của nước pháp và những người sẽ lên cầm quyền sau khi ông mất các sinh viên OCC không hề nghĩ gì đến những người vào phòng ăn sau mình. Họ sẽ phải ngồi xuống bên chiếc bàn ăn như thế nào sau khi mình đứng lên. Trên thực tế, khi các sinh viên đến ăn sáng hoặc ăn trưa tại trung tâm sinh viên hay tại các tiệm ăn nhẹ, khi đứng lên, họ đều để lại phía sau một đống rác bừa bãi trên bàn. Họ không cần quan tâm đến việc sau khi họ đứng lên thì ai sẽ tới ngồi ăn tại cùng chiếc bàn đó. Phạm Xuân Ẩn lập luận nhằm bênh vực ba người phụ nữ làm nhiệm vụ thu dọn tại nhà ăn trong suốt 15 tháng qua. Một số sinh viên nghĩ rằng làm như vậy tức là họ đã tạo việc làm cho những người phụ nữ làm nhiệm vụ thu dọn này. Họ coi đó là một giải pháp để góp phần vào việc giảm thất nghiệp, giúp cho nền kinh tế tăng trưởng và kích hoạt một dòng chảy thu nhập bằng cách xả rác ra bàn. Chúng tôi cho rằng những người đó chắc phải là những sinh viên hạng A của một trường về nguy biện và duy lý. Sau đó, Phạm Xuân ẩn đặt vấn đề các sinh viên đó sẽ cảm thấy thế nào khi họ không thể tìm được chỗ ngồi bên chiếc bàn ăn nào sạch và ngược lại họ sẽ cảm thấy như thế nào khi tìm được một chỗ ngồi bên bàn ăn tốt và sạch sẽ trong nhà ăn. Những người đến nhà ăn sau họ xứng đáng để được hưởng ân huệ này. Để thực hiện được điều ấy, Phạm Xuân Ẩn kêu gọi những sinh viên nam hãy tỏ ra ga lăng dọn bàn sau khi ngồi ăn cùng với phụ nữ và những người phụ nữ. Thấy hành động đó của người bạn nam hãy bày tỏ sự đánh giá cao và cũng nên cùng dọn sạch bàn theo những bạn nam của mình. Cuối cùng, ông đưa ra kết luận, chúng ta chỉ còn 4 tuần nữa là kết thúc khóa học chúng ta không muốn trượt trong cuộc sát hạch đơn giản này trước khi phải đương đầu với những cuộc sát hạch khác khó khăn hơn. Số cuối cùng trong năm 1959 của báo Bắc Na Cổ có một bài viết đầy xúc động và sâu sắc của Phạm Xuân Ẩn để chia tay với cộng đồng của ông. Phạm Xuân Ẩn đã nhận được một món quà quý từ những người bạn của ông làm việc trong tờ báo Bắc Na Cổ. Đó là một chiếc cốc uống cà phê có in hình Phạm Xuân Ẩn đang ngồi đánh máy chữ viết bài bên trước bàn của ông dưới bức hình có chữ ký của tất cả các nhân viên tòa soạn báo Bắc Na Cổ. Chiếc cốc uống cà phê đó luôn được đặt ở vị trí nổi bật trong phòng ăn của Phạm Xuân Ẩn. Khi tôi đến thăm nhà ông hồi tháng 10 năm 2006 để bày tỏ sự kính trọng của tôi sau khi Phạm Xuân Ẩn đã qua đời, tôi vẫn thấy chiếc cốc, đó là kỳ vật cá nhân duy nhất không liên quan gì đến quân sự trên bàn thờ của gia đình ông. Bài báo cuối cùng của Phạm Xuân Ẩn được mở đầu bằng lời trích dẫn nhà văn Pháp Anatole, cuộc ra đi dù có mong muốn nhất thì bao giờ cũng để lại phía sau một chút sầu. Và tôi chia sẻ một cách sâu sắc những cảm xúc này của ông. Đối với Phạm Xuân Ẩn, việc phải nói lời chia tay với các bạn của ông ở OCC khó khăn hơn rất nhiều so với khi nói lời chào gặp mặt. Mặc dù tôi rất mong trở về để được nhìn thấy tổ quốc của mình nhưng sao ý nghĩ về việc phải xa trường Oran Coast College, nơi khởi nguồn việc học của tôi ở Hoa Kỳ, đã gợi một nỗi buồn không thể tàn nổi trong tâm trí tôi phạm xuân ẩn cảm ơn sự phóng khoáng của các nhân viên làm việc trong khoa vì tất cả những gì họ đã làm để giúp cho việc học tập của ông cũng như chăm lo sức khỏe cho ông cảm ơn những phụ nữ nhiệt tình làm việc tại nhà ăn và tiệm ăn nhẹ vì đã nấu những bữa ăn để ông cảm thấy ngon miệng cảm ơn các nhân viên làm việc trong ký túc xá và giảng đường vì lòng tốt của họ phạm xuân ẩn giải thích rằng những nhân viên này lúc nào cũng vui vẻ mỗi khi tôi tới thùng thư để xem có thư từ người mẹ thân yêu của mình hay không Phạm Xuân Ẩn cảm ơn những nhân viên trực điện thoại vì họ luôn an ủi ông mỗi khi không có lá thư nào từ quê hương cho ông. Yêu quý nhất là những bạn học cùng lớp, cùng trường đã khắc sâu vào trong ký ức của tôi, tràn ngập tấm lòng tôi tình bạn hữu của họ. Phạm Xuân Ẩn đặc biệt tỏ ra buồn khi nghe tin tòa nhà ký túc xá của trường đã bị dỡ bỏ chỉ một năm sau khi ông về nước, bởi vì ký túc xá đó đã thay cho căn nhà của mẹ tôi. Chính tại đó, tôi đã học được tiếng Mỹ thực hành của giáo sư H. L. Menken, thưởng thức nhạc Hi-Fi, nhạc góc neron, làm bài tập ở nhà với chiếc radio và tiếng ồn quen thuộc của chiếc lò sưởi. Và cũng chính tại nơi đó, tôi đã hít căng lồng ngực mình bầu không khí hài hước với các bạn cùng ký túc giá. Hy vọng mỗi năm được trở lại thăm Oran Coast khiến tôi mơ ước mình có đôi cánh như những con chim nhạn di trú bay về với Oran Coast mỗi khi mùa xuân về để làm tổ dưới mái nhà trung tâm tư vấn. Đây là nơi tôi đã nhận được những lời khuyên quý báu. Thay vì nói lời tạm biệt, Tôi chỉ muốn nói lời chúc may mắn trước khi lên đường và hy vọng được gặp lại tất cả các bạn nhiều lần, nhiều lần nữa. Tại bữa tiệc vinh danh những học sinh tốt nghiệp, Phạm Xuân Ẩn được nhận được tấm giấy khen đặc biệt về sự phục vụ và lãnh đạo của ông viết trên tấm gia thuộc ghi nhận những đóng góp của ông đối với trường OCC. Quý Á Châu đã giản xếp một học bổng cho Phạm Xuân Ẩn và ông chuẩn bị một thời kỳ thực tập tại báo Sacramento Bee gần như ngay sau khi tốt nghiệp. Quý Á Châu muốn ông phát triển một chương trình ở Sài Gòn để đào tạo các phóng viên Việt Nam. Chuyến đi thực tập này sẽ tạo cho Phạm Xuân Ẩn không chỉ kinh nghiệm làm việc, mà còn tạo uy tín cho ông để làm công việc đó sau này. Trước khi rời Sacramento, Phạm Xuân Ẩn được nhận một món quà của các thành viên trong khoa và của nữ y tá nhà trường tên Martha Booth. Đó là cuốn sách vòng quanh nước Mỹ trong một nghìn bức ảnh. Mặt trong của bìa trước cuốn sách có dòng đề tặng, Phạm thân mến, hy vọng bạn sẽ luôn nhớ đến những lúc hạnh phúc ở OCC. Tất cả chúng tôi đều yêu quý và tôn trọng bạn bạn là một đại sứ thành công cho đất nước của bạn rất tự hào về bạn nhiều bức ảnh trong cuốn sách này nói về những nơi bạn chưa từng đặt chân tới nhưng đó chính là lý do chúng tôi muốn bạn xem cuốn sách này hãy trở lại hoa kỳ để thăm nốt những nơi bạn chưa đến rất hân hạnh được gặp bạn phạm xuân ẩn nói với tôi tôi luôn giữ gìn quyển sách ảnh đó với hy vọng sẽ có ngày trở lại và thăm những nơi tôi chưa từng đến có nhiều thứ để mà xem vì trong những ngày ở mỹ tôi đã không có thời gian để mà đi trong khi xếp đổ lên xe tô của mình để lái về Sacramento. Phạm Xuân Ẩn được thông báo cho biết căn hộ dự định bố trì cho ông ở đã thay đổi. Đây là lần duy nhất trong suốt thời gian sống ở Mỹ, Phạm Xuân Ẩn trở thành nạn nhân của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Trước đây, một cặp vợ chồng trẻ đã đồng ý cho Phạm Xuân Ẩn thuê nhà chỉ vì họ chưa biết ông là người Mông Cổ. Nay cặp vợ chồng đó không muốn cho ông thuê nhà của họ nữa vì lý do này. Nhờ sự giúp đỡ của cả tòa soạn báo Sacramento Bee và Quý Á Châu, cuối cùng ông cũng nhanh chóng tìm được một chỗ ở mới. Tại tòa báo Sacramento Bee, Phạm Xuân Ân kết bạn với Elinor McClatchy, con gái của ông chủ bút Clatchy. Một hôm vào tháng 7, ông trở thành khách đặc biệt của Elinor ra sân bay Sacramento để gặp Phó Thủ tướng thứ nhất Liên Xô Fron Kozlov và một đoàn đại biểu hữu nghị của ông đi thăm dọc nước Mỹ trước chuyến thăm lịch sử của Nikita Khrushchev đến Hoa Kỳ thống đốc bang và một nhóm các quan chức của bang cùng những khách VIP như Klatchi được mời ra sân bay để gặp đoàn đại biểu thiện trí Nga. Nhiệm vụ ban đầu của Phạm Xuân Ẩn tại tòa báo Sacramento Bee là đưa tin về hội trợ hạt Sacramento. Phóng viên thực tập mà được ký tên mình dưới bài báo là điều tương đối không bình thường. Nhưng điều đó đã xảy ra vào ngày 20 tháng 6 năm 1959, khi tờ Sacramento Bee đăng bài báo đầu tiên của Phạm Xuân Ẩn kèm với một mẫu thông tin trích ngang về ông Phạm Xuân Ẩn từ Sài Gòn miền Nam Việt Nam, ở Sacramento trong 3 tháng để quan sát và học tập tại tòa báo Sacramento Bee. Việc đào tạo sinh viên báo chí theo kiểu vừa học vừa làm này được sự bảo trợ của Quỹ Á Châu. Khi hết thời gian đào tạo và sau một chuyến tham quan miền Đông nước Mỹ, ông sẽ trở lại Sài Gòn để tìm việc làm tại một tờ báo. Bài báo của ông về hội trợ hạt Sacramento và về một thể chế Mỹ được in dưới đây. Hội trợ hạt Sacramento năm 1959 là một hội trợ hạt đầu tiên tôi được thấy ở Hoa Kỳ. Chất lượng cao của các sản phẩm nông nghiệp, thịt bò, sữa gia súc, da cầm, thỏ, lợn, ngựa và cầu không làm cho tôi ngạc nhiên bởi vì những thứ đó trên khắp thế giới ai cũng biết thông qua sách, báo, phim ảnh. Điều gây ấn tượng mạnh đối với tôi là những con vật này đã được những thanh thiếu niên từ 12 đến 20 tuổi nuôi những thanh thiếu niên đó chắc chắn sau này sẽ trở thành những nông dân thành đạt trong tương lai ở Hoa Kỳ. Những chàng trai, cô gái xinh đẹp và khỏe mạnh ngồi tựa vào những con bò hoặc con cừu đã gợi cho tôi hình ảnh về những chú bé chăn trâu ở Việt Nam đang cho trâu ăn cỏ sau một ngày lao động vất vả trên cánh đồng lúa. Những tiếng gáy của những chú gà trống lớn đảo rốt đờ cất lên, trời nắng nóng, những người đi hội trợ bận rộn, tất cả không phải là không thân thuộc. Vào mùa hè ở quê hương tôi, chúng tôi còn có thêm cảnh trọi gà trong vòng tròn. Vui chơi giải trí là phương tiện tốt nhất để thu hút đám đông. Tôi đã từng đến thăm những nơi vui chơi nổi tiếng như Disneyland, thành phố Ma, Santa Cruz và Marineland, nên những trò vui chơi giải trí này tương đối quen thuộc đối với tôi. Tuy nhiên, những nơi nổi tiếng đó đã không cho tôi thấy được hình ảnh những thanh niên năng động và tài năng của California giống như tôi đã từng thấy ở hội trợ hạt Sacramento. Một tuần sau, tờ Sacramento Bee đã đăng một bài phóng sự sâu về Phạm Xuân Ẩn với tựa đề nhà báo Việt Nam với mục tiêu chống tuyên truyền đỏ. Phạm Xuân Ẩn nhớ lại, tôi đã dùng tất cả những gì mà Lansdale đã dạy tôi để đưa vào bài báo này. Lansdale là một thầy giáo tuyệt vời. Bài báo được in dưới đây. Là thành viên trong một gia đình có bốn người. Phạm được tuyển vào làm việc tại cuộc chiến tranh tâm lý Việt Nam trong chiến dịch 1954 chống lại cuộc tấn công của du kích cộng sản chia rẽ đất nước ông giải thích về chiến dịch bằng thực tế là các nhà lãnh đạo đỏ chưa bao giờ tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản công khai thời đó mà họ đã dán nhãn hiệu cho phong trào của họ là cuộc đấu tranh dân tộc chống lại pháp nước vẫn còn cai trị đông dương ông nói thực tế này khiến ông đi đến quyết định rằng cách tốt nhất để giúp đất nước mình là trở thành một nhà báo để ông có thể giải thích cho công chúng những mục tiêu thực sự và phương pháp của chủ nghĩa cộng sản ông cho biết chính phủ nam việt nam hiện nay đang duy trì một sự kiểm duyệt chặt chẽ đối với tất cả mọi tờ báo coi đó là cần thiết vì nếu không, bọn đỏ sẽ có có ngày truyền bá tư tưởng của họ ra toàn cõi đất nước. Có 9 tờ nhật báo ở Sài Gòn, thủ đô của miền Nam Việt Nam. Trong đó có 6 ấn phẩm bằng tiếng Việt, một bằng tiếng Pháp, một bằng tiếng Anh và một bằng tiếng Hoa. Tất cả những tờ nhật báo này đều có số phát hành khá nhỏ, bởi vì ít người có điều kiện để mua báo hàng ngày. Tuy nhiên việc người ta thuê báo về đọc đã trở thành phổ biến ở Việt Nam. Phạm Xuân Ẩn kết luận, nhân dân chúng tôi rất nghèo. Nhưng từ cậu học trò đến anh đạp xích lô, mọi người đều khao khát được học hỏi. Ông trò biết khi về nước, ông có kế hoạch tham gia vào một trong những tờ báo hàng ngày của Việt Nam. Bài báo đó là biến Phạm Xuân Ẩn trở thành một người nổi tiếng ở Sacramento. Một người phụ nữ sau khi đọc bài báo ấy đã ghé vào tòa soạn báo Sacramento Bee để mời Phạm Xuân Ẩn đi thăm hồ Ta Hầu. Bà lái xe đưa Phạm Xuân Ẩn đi tham quan. Trước hết hai người dừng chân ở căn cứ không quân Andrew, nơi con trai bà đóng quân chỉ để chào một tiếng. Lần đầu tiên trong đời, Phạm Xuân Ẩn được nhìn vào căn cứ không quân Mỹ, không có sự ám chỉ chiến lược nào. Sau đó, hai người tăng tốc chiếc xe thể thao màu đỏ của bà chạy trên đường 50 tới thung lũng Squaw Valley để xuống bơi xuồng gỗ mùa hè. Nhiệm vụ của Phạm Xuân Ẩn ở tòa báo Sacramento Bee còn bao gồm cả việc đưa tin tòa án, các cuộc thi tài năng của dân cao bồi, ươm cá giống, nhà tù phôn sầm nơi ông đã từng được ăn cùng với những tù nhân và đọc sách trong thư viện của nhà tù. Phạm Xuân Ẩn rất thích kỹ thuật trồng lúa ở Sacramento bằng phương pháp cơ giới hóa, khác rất nhiều so với ở Việt Nam. Ông thán phục hệ thống đê điều ở vùng đồng bằng Sacramento và tỏ ra ngạc nhiên khi thấy những máy bay bay thấp trên cánh đồng để gieo hạt giống. Khi Phạm Xuân Ẩn rời tòa báo Sacramento Bee, Illinois Clutchy tặng ông một cuốn sách của riêng do cha cô viết. Trên cuốn sách có vài lời đề tặng tặng Phạm Xuân Ẩn. Chúng tôi rất vui có anh cùng làm việc tại tòa báo Sacramento Bee và hy vọng anh lại đến với chúng tôi. Sau đó, Phạm Xuân Ẩn đi thực tập ở Liên Hợp Quốc cũng do Quỹ Á Châu dàn xếp. Khi biết rằng quỹ này đã bố trí để ông đi bằng máy bay từ Sacramento đến New York, thì Phạm Xuân Ẩn liền lái xe thẳng đến tổng hành dinh của Quỹ Á Châu ở San Francisco để thuyết phục các nhà tài trợ cho ông được lái xe hơi đi dọc nước Mỹ. Ông đề nghị tiền mua vé máy bay thì nên trao cho ông để chi phí dọc đường. Sau một hồi cảnh báo cho ông những mối nguy hiểm dọc đường nếu ông một mình lái xe đi dọc nước Mỹ, cuối cùng quý cũng đã phải chiều theo nguyện vọng của Phạm Xuân ẩn sau khi ông hứa là sẽ không bắt khách xin đi nhờ dọc đường. Với món quà của bà bút đặt trên chiếc ghế không người ngồi bên cạnh, Phạm Xuân ẩn bắt đầu chuyến đi dọc nước Mỹ. Ông giải thích với tôi rằng chuyến đi đã giúp ông hiểu được rất nhiều về nhân dân Mỹ. Hàng ngày Ông dậy sớm và lái xe cho đến tận chiều tối nhưng đều dừng nghỉ tại hầu hết các điểm du lịch. Chọn con đường giữa nước Mỹ, Phạm Xuân Ẩn đi qua các bang Nevada, Utah, Wyoming, Nebraska, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio. Tại đây ông ghé thăm bố mẹ của Mills Brandes ở Haron, Pennsylvania, Maryland, New Jersey, New York cuối cùng là đến buffalo để ông có thể tham dự một trại hè của sinh viên việt nam do các tu sĩ thiên chúa giáo thuộc ngành dịch vụ quốc tế tổ chức phạm xuân ẩn thậm chí còn vượt biên giới sang canada để được ngắm thác nước niagara một cách tốt nhất khi tôi hỏi phạm xuân ẩn rằng ông đã học được điều gì trong chuyến đi ông trả lời rằng ông rất ấn tượng vì hệ thống tươi mới khác rất nhiều so với việt nam tất cả mọi thứ đều hoàn toàn mới lạ đối với tôi tôi có rất nhiều thứ để mà hấp thụ hầu hết mọi người đều thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ và tôi khâm phục tính độc lập của người mỹ trong suy nghĩ và trong lời nói tôi đã học được cách tư duy mới ở mỹ và tôi có thể chẳng bao giờ thay đổi cách tư duy ấy kể cả đến thời kỳ sau chiến tranh người ta muốn làm thay đổi cách nghĩ của tôi cũng không được sau đó phạm xuân ẩn kể cho tôi nghe một câu chuyện với hy vọng có thể minh họa cho tôi về tình hữu nghị của nhân dân mỹ có ý nghĩa nhiều đến mức nào đối với ông một hôm khi vẫn còn ở california ông đã ngủ gật trên xe buýt trên đường từ Monterey đến Costa Mesa và lỡ bến đỗ. Lúc đó trời đã rất khuya. Người lái xe buýt cho biết xe sẽ không quay lại nữa. Phạm Xuân Ẩn chắc sẽ phải chờ cho chuyến xe buýt tiếp theo vào sáng ngày mai. Một phụ nữ trẻ nghe được cuộc trao đổi giữa ông với tài xế thì cảm thấy ái ngại cho Phạm Xuân Ẩn. Người phụ nữ này liền cùng xuống xe với ông để bà gọi một người bạn của gia đình đến chở Phạm Xuân Ẩn về Costa Mesa. Người phụ nữ nọ vào Phạm Xuân Ẩn phải đi tìm một bốt điện thoại công cộng để gọi điện. Sau đó phải chờ gần 2 giờ đồng hồ mới có xe của người bạn gia đình bà đến đón. Người phụ nữ này cũng ở lại chờ cùng với ông luôn. Phạm Xuân Ẩn nhớ lại. Người phụ nữ này là con gái của đại tá Thornton ở Stanford. Người bạn của gia đình bà đến đón Phạm Xuân Ẩn là ông Mendenhan nhà ở Lawina Beach. Ông Mendenhan lái xe chở Phạm Xuân Ẩn trở về ký tức xá. Trên đường đi ông cho biết ông có một người con trai làm việc trong không lực. Vài tuần sau, gia đình Mendenhan mời Phạm Xuân ẩn đến nhà họ ăn cơm tối. Phạm Xuân ẩn nhớ lại, gia đình Mendenhan là những người ủng hộ mạnh mẽ Richard Nixon, trên tường phòng khách của gia đình treo bức ảnh lớn của Phó Tổng thống Nixon. Trong bữa ăn, Phạm Xuân ẩn biết rằng con trai của họ đóng quân tại Tổng hành dinh quân sự ở Sài Gòn. Gia đình Mendenhan muốn Phạm Xuân ẩn khi nào trở về Sài Gòn thì đến gặp con trai họ. Phạm Xuân ẩn nói là một tình báo viên tôi đã nghĩ rằng hoàn toàn có thể khai thác được mối quan hệ này nhưng tôi đã quyết định không làm việc đó và cũng không bao giờ nói về điều đó với cấp trên của tôi tôi vẫn giữ im lặng bởi vì sẽ là không sòng phòng nếu như tôi lợi dụng một người mà con gái một người bạn của người ấy lại chính là vị cứu tinh đối với tôi vào tối hôm đó trong lúc tôi lạnh lẽo và cô đơn ai biết được điều gì có thể sẽ xảy ra đối với tôi đêm hôm đó thế mà người phụ nữ ấy đã đến cứu tôi và che chở cho tôi phạm xuân ẩn lái xe từ bumo qua arlington Virginia để có các cuộc hội ngộ với gia đình Brandes. Hôm đó, ông nghỉ lại tại nhà của họ ở đường sau Joyce. Mills dẫn Phạm Xuân Ẩn vào thành phố Washington để đi thăm tòa nhà FBI, Quốc hội, và sau đó là Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Những lúc không đi đâu, buổi sáng Phạm Xuân Ẩn ngồi xem truyền hình với giúp, đặc biệt là những chương trình đố vui và phim. Những bộ phim ưa thích của Phạm Xuân Ẩn là Đồ Dê mi, Đi tìm kho báu, Tìm giá đúng, Tập trung tín tắc đắp, tiếng đồng hồ, Maverick, đoàn xe lửa, khói súng, có súng sẽ đi du lịch. Sau đó Phạm Xuân ẩn lái xe thẳng đến New York để tham gia chương trình thực tập nghề báo tại Liên Hợp Quốc. Ông đã đến kịp thời để được xem nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Khi Phạm Xuân ẩn đang mải mê thực tập thì nhận được tin Hội nghị Trung ương lần thứ 15 khóa 3, họp tại Hà Nội đã ra nghị quyết về việc bắt đầu cuộc chiến tranh du kích ở miền Nam Việt Nam. Khi tôi được tin về những người cộng sản trở lại chiến tranh, tôi đã biết tôi phải trở về quê hương. Đặc điểm chiến tranh ở Việt Nam lúc này là diễn ra trong thời kỳ chuyển tiếp. Mùa hè năm ấy, một trận tấn công bất ngờ vào trung tâm huấn luyện của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Biên Hòa đúng vào ngày kỷ niệm lần thứ năm Ngô Đình Diện lên cầm quyền. Cuộc tấn công đã gây ra những thương vong đầu tiên cho người Mỹ trong chiến tranh. Trận tấn công này được coi là táo bạo nhất của những người Cộng sản kể từ năm 1957. Khi tòa nhà thư viện của cơ quan thông tin Hoa Kỳ USIS ở Sài Gòn bị đánh bom, Phạm Xuân Ẩn bán chiếc xe tô của mình tại New York, đáp máy bay về California dự các cuộc họp với quý Á Châu để chuẩn bị cho cuộc trở về Việt Nam của ông. Quý Á Châu đưa ra lời mời rất hấp dẫn đối với ông, Phạm Xuân Ẩn có thể nhận việc làm với mức lương tuyệt vời tại cơ quan thông tin Hoa Kỳ để thực hiện một chương trình có thể cho phép ông nhận được học bổng toàn phần lấy bằng tiến sĩ. Hoặc Phạm Xuân ẩn có thể dạy tiếng Việt tại trường ngoại ngữ Monterey cho những cố vấn Mỹ sắp sang Việt Nam. Rời văn phòng quỹ Á Châu, Phạm Xuân ẩn đi thẳng ra cầu cổng vàng để cân nhắc các khả năng lựa chọn. Ông mang theo tấm bưu thiếp mà Lee Mayer đã gửi cho ông trước đây trên mặt trước có bức ảnh về đảo Ankerch. Là người mê tín, Phạm Xuân ẩn tin rằng tấm bưu ảnh sẽ chỉ cho ông biết tương lai của ông sẽ như thế nào nếu ông trở về Việt Nam. Đảo Côn Sơn là Ankerch ông cũng phân vân tự hỏi phải chăng tấm biêu thiếp là một tín hiệu muốn nói rằng ông nên ở lại California để được gần bên Lee. Cho tới lúc đó, Phạm Xuân Ẩn chưa hề nhận được chỉ thị nào về việc ông phải trở về Việt Nam. Tại ngã tư đường quan trọng này, Phạm Xuân Ẩn đã quyết định rằng chỉ có về nước ông mới cống hiến được tốt nhất cho Tổ quốc Việt Nam của ông. Tôi lo cho gia đình tôi, cho những người lãnh đạo của tôi và nhiệm vụ của tôi. Tôi đã hứa trước đảng, nay tôi đã 32 tuổi rồi tôi biết sớm muộn gì thì tôi cũng phải trở về nước. Tôi còn có nhân dân trông cậy vào tôi và sứ mạng của tôi. Hết phần 2